trên này ban ngày khỏe, buổi tối thì kém, buổi tối nhiều người dùng. Quay hơi thấp, độ lên thế mình hộp lên nhỉ. Em chị nhắc lên lót cái vào nhá, để dưới cùng nó nặng. Hello mọi người, đẹp chưa, đẹp chưa, trời lung linh luôn, lung con nhà bà Linh luôn. Thôi chị em mình chắc nhìn cùng một máy đi, em tắt wifi này đi, dùng máy chị này. Hello Lê Trần Như Tâm, nhìn máy chị bởi vì là mọi người share clip vào 5 nhóm nhá. Chị ngồi bên kia chị đi thì có vẻ thuận hơn ấy, thì nhìn một máy thôi. Được không? Được không? Em vẫn chưa hiểu. Không hiểu à? Tức là chị ngồi bên này thì chị đi nó thuận chân. Thế mọi người nhìn thấy sẽ bị ngược đúng không nhỉ? Chị phải ngồi cùng chiều máy thì mới không bị ngược đúng không? Đúng rồi. Mệt thế. Thế lại phải đổi đầu. Hello mọi người, nhưng tại ngồi bên này rộng hơn. Mọi người share clip vào 5 nhóm để nhận giày Z không đồng nhá. Hôm nay lên một lô giày mới này. Share 5 nhóm đi ạ. Chào Đinh Lê. Share 5 nhóm nhận ngay giày dép không đồng nhá mọi người nhá. Share 5 nhóm cho em nha, hôm nay toàn siêu phẩm thôi. Yên Sở Tâm, chất đẹp rã man. Mọi người xe nhá, chờ em một chút, em đang phải đi tìm cái này cái. Xe giùm em đi ạ, lên 200 người. Xe tặng một đôi sục. Tặng một đôi sục bất kỳ trong số này. Với giá 0 đồng. Nhưng mà các chị phải chịu cước nhá. Bởi vì tặng sục này là ok lắm rồi. Rồi các chị phải chịu cước cho em nhá. Mọi người xe đi nhá, từ một lát em sẽ check comment bây giờ. Rồi ok. Bởi vì xem hai máy nó bị giật lắm. Wifi nó yếu mà. Có 84 người xem. Em chào chị Nguyên Bob. Những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ nhá. Chị không dùng bút đâu em đi. Đẹp thật sự đấy em, thật đẹp lắm. Chưa kịp chụp ảnh. Mọi người chia sẻ giùm em này. Chia sẻ vào 5 group, những ai đã chia sẻ comment là đã chia sẻ giúp em đi ạ. Lên 200 người. Lên 200 người em sẽ tặng 0 đồng. Đây. Đôi này cũng xịn sò luôn này. Nói chung là đẹp dã man luôn, đẹp thực thụ luôn. Có cả bốt nhá mọi người. Ôi cái quả nó kít kít sợ thế nhỉ. Có cả bốt nhá, có cả búp bê. Nói chung là gì cái gì cũng có. Để đâu được hai người cùng nhìn nhỉ. Xem một máy thôi. Ok Thúy Lê. Hello chị Nguyên Boss. Rồi mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi nào. Thể lệ chơi vẫn là chia sẻ đủ vào 5 nhóm. Cái quả. Cho đứng im đi. Chia sẻ đủ 5 nhóm nhá. Càng cho lỏng nó càng đỡ. Chia sẻ vào 5 nhóm và bây giờ em sẽ viết một con số may mắn bất kỳ. Em sẽ viết một con số may mắn bất kỳ lên trên tờ giấy này. Lên trên tờ giấy trắng này. Chị nào là người comment đúng con số bất kỳ đấy được tặng một trong 4 đôi ở đây, ok chưa ạ? Nói chung là hầu hết là đủ size nhưng mà vấn đề là nó đang sắp linh tinh. Nên là mọi người vào
mọi người chờ em quay xong rồi tìm cùng em nhá, bởi vì là bị khô dầu đấy. Không quay nhưng mà nó không tắt được ý. Bây giờ em sẽ viết con số may mắn này. Ok các chị chia sẻ chưa ạ? Sao phải có 209 này. Màn tay lên cho em đi nào các chị ơi. Chị không biết lá nào cho nó ngừng quay. Chị là em tháo luôn ra. Nó vẫn kêu tháo luôn ra. Tháo hẳn cái quay quay đi. Ok chưa ạ? Bây giờ em sẽ viết con số may mắn bất kỳ lên đây nhá. Chị nào là người comment đúng nhất con số đó và nhanh nhất thì em sẽ tặng nha. Em sẽ cho mọi người gợi ý. Ok chưa ạ? Rồi. Em đã viết con số may mắn lên trên này rồi nhá. Bây giờ em sẽ viết gợi ý đây. Em chị không nhớ nữa. Đây là gợi ý này, đây là gợi ý là một con số nằm trong khoảng từ 50 cho đến 90 nhá. Đây là gợi ý này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90 nhá cả nhà nhá. Đây là gợi ý. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đây nhá. Em để tờ giấy này ở đây. Không các chị lại bảo em mà tí sửa số mệt lắm. Đây nhá, từ 50 đến 90 nhá, kẹp tạm đây, có nhìn thấy không? Mở ra nhìn thấy số chết giờ. Để này lên. Rồi, đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90 cho em nhá. 43 sai, 89 sai này. Từ 50 đến 90 lên 230 người em sẽ cho gợi ý nhá. Ok chưa ạ? Chị Thúy Lê 51 sai, Trịnh Tâm 28 16 sai nào, nghe gợi ý đi ạ. Một con số nằm từ trong khoảng từ 50 đến 90. Từ 50 đến 90 cho em nhá. Từ 50 đến 90 giùm em này. Những cái đôi giày đẹp như thế này cơ mà. Các chị sẽ nhận được quà tặng là một trong bốn đôi này nhá. Đây đôi này thì quá đẹp rồi. Đẹp quá trời luôn. Tùy vào sở thích nhá. Hôm nay sục toàn sục đá thôi. Cực kỳ hot luôn mà cái chất da nó này. Mịn cực kỳ luôn. Em vừa đi thử thích dã man. Đây. Con này chả xinh à? Đúng chưa ạ? Là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90 cho em này. 88 Trần Thu Huyên sai, Trịnh Tâm 81 sai, Nana 60 sai, Thảo Nguyễn 55 sai, 52, 54 sai luôn nhá Thảo nhá. Khi mọi người share đủ 5 nhóm thì comment giúp em 10 lần. Tức là chia sẻ đủ 5 nhóm thì sẽ được đoán 10 lần. Chia sẻ đủ 5 nhóm sẽ được đoán 10 lần nhá. Chia sẻ đủ 5 nhóm sẽ được đoán 10 lần. Nếu muốn đoán hơn thì vui lòng chia sẻ nhiều hơn nhá giùm em nhá. Lát nữa em sẽ bán sục này. Những cái sục như này chỉ có giá là khoảng 170.000 full box thôi, 170 đến 180. Còn có những đôi búp bê chỉ có 130-140 thôi mọi người nhá. Ok, nói chung là riêng mua hàng nhà em thì lúc nào cũng rẻ rồi. Lúc nào cũng rẻ. Nhưng mà lát nữa em mới bán nhá mọi người. Bởi vì những đôi như thế này mà full box, mọi người nhìn cái đế của nó này. Những đôi như này mà full box 180-190 là quá rẻ luôn ý. Nhá mọi người, lại còn độc nữa. Không nhiều nơi có đâu ạ. Rồi mọi người cứ chơi game đi, biết đâu may mắn nhận được một trong bốn em này thì sao? Đỡ phải mua, vẫn có giày đi. Đúng không ạ? Chị Thảo Tâm 69 sai chị nhá. Thanh Hoàn 94 sai cho em này. Trịnh Tâm 70 sai này. Chị Hoa Khúc ơi, lát em bán nhá. Thảo Nguyễn 56 sai nào, mọi người comment nhanh tay cho em này. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90 nhá cả nhà nhá. Đây là một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90. Em đã đăng cáp rồi, đây là giày X tiểu học. Tiểu học tức là nó rẻ lắm. Giá tiểu học thì rẻ mà, tiểu học thì bé, giá rẻ. Thảo Tâm 89 sai, có dép lê nhá, Phùng Tuyết Trinh. Trịnh Tâm 65 sai, 55 sai, ok, đẩy view cho em lên 250 người chưa rồi, ok. Em sẽ cho gửi đây là một con số lẻ. Đây là một con số lẻ, 75 sai, Mỹ Hạnh Nguyễn, 23 Mỹ Hạnh Nguyễn sai. Nào nghe em gợi ý đi nhá. Một con số nằm trong khoảng từ 50 đến 90 và là một số lẻ. Từ 50 đến 90 và là một số lẻ cho em này. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ cho em nhá cả nhà nhá. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ này. 50 đến 90 và là một số lẻ là đừng ai comment 68 số chẵn không đúng đâu ạ. 64 số chẵn cũng không đúng đâu ạ. Chị Minh Thư 75 sai, Quân Hằng Anh 57 sai. Thảo Tâm 79 sai. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ nhá. Những chị vào sau chưa biết thể lệ thì mọi người vui lòng chia sẻ live stream vào 5 nhóm dùm em. Chia sẻ live stream vào 5 group rồi nhanh tay đoán một con số may mắn nằm trong khoảng từ 50 cho chị công thôi nhá.
từ 50 đến 90 và là một con số lẻ nhá, để nhà anh may mắn nhận được, may mắn nhận được một đôi sục của bên em. Ờ, nước lạnh trong trộn cả nước bình thường nhá, không lạnh quá. 53 chị Thảo Nguyễn sai, Trịnh Tâm 67 sai, Trịnh Tâm 69 sai. Bạn Trịnh Tâm comment rất là nhiều, không biết đã chia sẻ đủ chưa. Đừng quên là nếu mà bạn comment 20 lần bạn chỉ chia sẻ 5 nhóm nó sẽ không được tính đâu. Chia sẻ 5 nhóm sẽ chỉ được comment 10, sẽ chỉ được comment 10 lần thôi nhá. Và đừng quên cáp lại màn hình lượt chia sẻ của mình nhá mọi người. Có Xăng Đan Thảo Lê. Rồi ok, là một con số lẻ từ 50 đến 90 nào, chưa thấy ai comment cả. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ cho em nhá. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ nhá mọi người. Kim Thoa 87 sai chị yêu nhá. Số lẻ ạ, số lẻ từ 50 đến 90 nằm trong khoảng từ 50 đến 90 và làm số lẻ quá dễ luôn. Chẳng chắc là có ai comment đúng nhưng bị ẩn comment thôi. Chắc chắn là sẽ có người comment đúng rồi nhưng bị ẩn comment thôi ạ. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ. Có thể là bị ẩn comment, em không có đọc được nhá mọi người. Chị Nali 91 sai, Luyến Phạm 77. Ơ sao không ai comment đúng vậy ta. Nguyên Bót 53 sai, Phương Linh 85 sai, Trần Hồng 55 sai, Thảo Nguyên 85 sai, Tún Táo Tàu 75 sai, gần đúng thôi nào. Hoàng Ngân 99 là lệch rồi. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ thôi nhá. Từ 50 đến 90 và là một con số lẻ. Chị Thanh Hoàn 51 sai. Em có thấy chị Quy Nguyên nhưng mà không thấy comment chơi game của chị đâu nha. Chỉ thấy comment là chị hỏi có thấy chị không. Chứ không. Em Khánh 87 sai, Hoàng Ngân 99 sai. Nào mọi người ơi, từ 50 đến 90 và là một con số lẻ nhá. Là một con số lẻ. Từ 50 90 này, từ nãy giờ em chưa nhắc đến con được đến con số đấy đâu ạ. Đôi đá nơ á. Đôi này lát nữa mình sẽ bán với giá, nếu mà ai mà chia sẻ đôi này thì giá cực kỳ rẻ luôn nhá. Mọi người chia sẻ đi ạ. Này. Sáu mươi ba Thanh Hoàn sai, 81 Su Alex sai, có thấy Su Alex này. An Thảo 71 sai, Thanh Hoàn 65. Nào các chị ơi, em sẽ cho thêm một gợi ý nữa cho nhanh này, bởi vì chơi game đau cổ dã man luôn. Nào, đây là một con số nhỏ hơn 80. Nói chung là đây là một con số từ 50 đến 80 và là một con số lẻ nhá. Số lẻ từ 50 đến 80 nằm trong khoảng từ 50 đến 80 và là một con số lẻ. Chị Thanh Hoàn 67 sai tiếp nhá chị nhá. Linh Hoàn 81 sai, nhỏ hơn 80 đi nào. Từ 50 đến 80 và là một con số lẻ, gợi ý đến mức đấy. Ô chị thấy không ai comment đúng đâu. Bị ẩn thế này. Không ai mà. Này toàn 6 bạn đấy, tao có dây này. Chả ai comment đúng luôn. Không gì. Sao có mỗi một số không ai comment đúng. 83 Su Alex sai, Thanh Hoàn 79 nào. Mọi người chơi nhanh lên cho em nào. Nói nhiều đau hết cả cổ luôn. Từ 50 đến 80 và là số lẻ nào. Lê Thúy Duy không thấy comment đoán số, bây giờ mới thấy comment là em bị ẩn rồi thôi nhá. Su Alex 59 sai tiếp này, Thanh Hoàn 71 sai này. Gần đúng rồi nào các chị ơi, gần đúng rồi nào, gợi ý đến thế rồi. Số lẻ từ 50 đến 80 là một con số lẻ nằm trong khoảng từ 50 đến 80. Ok chưa? 75 Thanh Hoàn sai, gần đúng. Ơ đây. Này nhìn nhá. Nhìn này. 71 75. Thảo Nguyễn 5759 đều sai, Su Alex 53 sai. Em có thấy chị Nga Tô này, Trịnh Tâm 61 sai nào các chị ơi. Vừa nãy em vừa đọc hai con số em bảo gần đúng rồi thì tại sao các chị không comment con số giữa hai con số đấy mà lại cứ comment lệch đi ngoài là thế nào? Nhảy cóc để làm gì? Ơ thật mà. Chị Thanh Hoàn ơi, em khẳng định là chị chưa comment hết đâu, là bị ẩn comment, em không thấy nhá. Có giày đế 8 phân sai 35 nhá chị yêu nhá. Hương Tây 67 sai, Su Alex 57 sai nào, comment to lên một tí. Từ 50 đến 80 và là một con, từ 50 đến 80 và là một con số lẻ. 50 đến 80 và là một con số lẻ nhá, ok chưa ạ? Bây giờ chị nào comment đúng đầu tiên thì em sẽ cho các chị quyền chọn. Còn hai chị tiếp theo, em ơi lấy cho chị đôi dép ấy. Em sẽ tặng cho hai người mỗi người một đôi giày khác nhá, giày búp bê nhá. Có đôi dép nó. Rồi ok, tặng liên tiếp cho ba người luôn. Ok, đã có một chị comment đúng. Ơn rồi, cảm ơn chị nhá. Đây tặng đôi cao gót này, được. Ơn rồi, cảm ơn chị này. Bây giờ đây, từ từ chờ em một chút, em sẽ tìm comment này số. Đây nhá, em sẽ comment số đúng này. Ơn rồi, có thể bị ẩn bây giờ mới nhìn thấy thôi. Đây,
Con số đúng ngày hôm nay là số 70-73 nhá. Số 73, em chào chị Phương Anh. Số 73, đã có một chị comment đúng vừa lấy. Em thấy có một chị comment 71, xong rồi lại lên 7, lên 7, 75 đúng không? 71 xong rồi lên 75, bỏ qua số 73. Em nói là lọt khe rồi. Nói lọt khe rồi mà vẫn không nhận ra. Số 73 nhá. Số 73 này. Số 73 xin chúc mừng chị Nguyễn Hằng. Chị Nguyễn Hằng để lại số điện thoại, nhớ các loại màn hình này. Nếu mà chị comment 10 lần thì bây giờ mà chưa chia sẻ đủ, chưa chia sẻ đủ thì chia sẻ ngay lập tức cho em nhá. Chị Nguyễn Hằng để lại số điện thoại cho em này. Nếu mà chưa chia sẻ đủ này thì em nói luôn là em chưa kiểm tra đâu. Kết thúc livestream em mới kiểm tra. Nếu chưa chia sẻ đủ chị chia sẻ ngay đi thì vẫn có cơ hội nhận quà, miễn là trong lúc em quay chị có chia sẻ là được. Rồi ok. Bây giờ em sẽ tặng tiếp đôi dép cao gót. Tặng tiếp quả dép đôi dép cao gót này nhá. Tặng tiếp đôi dép cao gót màu kem cho chị nào comment cho em số 73 kèm số điện thoại nhanh nhất này. Số 73 kèm số điện thoại nhanh nhất nhá. Đây. Này nó có cái đấy, nó đính này nhá. 73 kèm số điện thoại, chị nào comment nhanh nhất em tặng đôi này nhá, đôi cao gót, đôi này mấy phân? 55 này. 73. 73 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Chị Hằng ơi, chị chụp lại bốn đôi này, thích đôi nào thì comment cho em để em tìm size cho chị nhá. Mọi người ơi, bị ẩn comment khổ lắm cơ. 1,400 comment rồi, làm sao em đã đọc hết đâu ạ? Nó bị ẩn comment, tức là đây này, cái tần suất nhảy nó chỉ có thế này thôi. Mà một giây thì chắc phải có 20 người comment cùng một lúc, bởi vì các mọi miền mà 20-30 người, đây làm sao mà nó hiển thị được. Nhanh tay này, 73 kèm số điện thoại, nhanh tay để nhận quà khác cho em nhá. 73 kèm số điện thoại này, tặng một đôi dép cao gót này. Ok, 73 kèm số điện thoại dùm em. 73 xin chúc mừng chị Thúy Giang nhá. Chị Thúy Giang không giấu để lại số điện thoại cho em ơi, lật cho chị lại cái tờ giấy này kìa. Thúy Giang không giấu để lại số điện thoại cho em này. Tiếp tục. Cái tôi lại bị lệch trước à? Hả? Đúng không? Đây, sau đó tặng tiếp một đôi dép chài neo size số 6, chắc là size 35, 36 gì đấy. 35, 36, size 3. Này, chân 37 đi cũng được nhá. Tặng đôi dép chài neo này. Ai cho ai comment nhanh nhất này. Dép tặng kèm số điện thoại nhá. Chị đến đây chị nhìn mà. Dép tặng kèm số điện thoại giùm em này. Tặng nhanh đôi này này. Dép tặng kèm số điện thoại nào, nhanh tay bỏ qua mã 73 đi. Dép tặng kèm số điện thoại cho em nào. Đôi này bị lệch chiếc này. Dép tặng kèm số điện thoại đi ạ. Dép tặng nhá. Ok, đôi sục này em chỉ tặng cho chị vừa nãy comment đúng số và nhanh nhất thôi. Chị ấy được phép, được quyền chọn một trong bốn đôi này. Chứ tất cả các chị mà comment như thế tặng thì chết, không đủ giày mà tặng. Mọi người nhá, dép tặng kèm số điện thoại đi ạ. Nhanh tay comment nào. Dép tặng kèm số điện thoại. Nhanh nào các chị ơi. Tặng nhanh còn bán khổ lắm. Hôm nay về toàn mẫu hot mà giá siêu rẻ luôn. Tội gì nhờ. Dép tặng kèm số điện thoại giùm em. Úi. Dép tặng kèm số điện thoại. Ôi sao không thấy ai comment, chắc nó bị ẩn. Mãi chưa nhìn thấy comment của ai luôn. Dép tặng kèm số điện thoại cho em này. Ok, xin chúc mừng chị Thủy Lệ nhá. Chị Thủy Lệ ơi, chị comment và chia sẻ đủ và chụp lại màn hình cho em nhá. Rồi ok, bây giờ em sẽ bán đôi sục đá này trước. Em ơi, lấy cho chị sai kia với. Đôi sục đá hiện chỉ còn khoảng 2 đôi này. Chắc là cũng còn đấy, nhưng mà nó lẫn ở đâu mà em chưa tìm thấy thôi. Bắt đầu khui từng đôi một luôn. Đây, đôi sục đá này em có size 35 và size 37. 35 1,5 và 37 1,5. 35 1,5 và 37, chân em 37, em sẽ đi thử size 37 nhá. Đôi màu đen này có size 35 này. Size 35 và 37 1,5, tức là chân 38 cũng bon che được nhá, 37 1,5 đấy ạ. Đây ạ. Đây nhá, em đi thử lên chân cho các chị xem này. Đây là size 37. Em đang đi thử lên chân là size 37 nhá. Đôi này full box cho em này. Đây các chị ơi.
chất cực kỳ đẹp luôn. Đôi này có 35-37, các chị nhìn cái lót của nó nhá này. Lót này cực kỳ mềm nhá, dày mềm đi sướng cực kỳ luôn. Đây là size 3, đôi màu đen này có 35-37. 35-37, ngoài ra thì có màu trắng. Màu trắng thì có size 35 này, giống hệt dáng đấy nhưng mà màu kem, à màu trắng cho em này. Màu trắng này cũng size 35 nhá, size 35. Đôi này em bán với giá là 169.000. Áp dụng cho ai chia sẻ live stream, chỉ áp dụng cho 3 đôi này nhá. Mua sau 3 đôi này kết thúc live stream giá quay trở về là 200.000. Ok chưa ạ? 169.000. Ai chốt đôi này comment là 169 kèm màu kèm size. Nghe kỹ cho em này, màu trắng chỉ còn size 35, màu đen còn 35-37. Màu đen thì có 35-37 nhá, 169.000 cho em này. 169.000 đôi này nhá. Ai lấy comment là nơ kèm màu kèm size. Ok, Phương Nguyên lấy 37 này. Phương Nguyên lấy 37. Phương Nguyên lấy đôi, em đi Phương Nguyên không giấu này, xong ghi số 1 lên đây, hiểu không? Hiểu không? Bây giờ chỉ còn 2 đôi size 35, một đôi màu trắng và một đôi màu đen. Size 35, 169.000, ghi 169 chưa? Phương Nguyên không giấu. Ơ em ghi đi, nghe chị đọc giá ghi luôn chứ. Bây giờ sục nơ 139.000. Chị Dịu Ngọt thôi, chỉ còn size 35 thôi ạ. Màu đen size 37 hết hàng rồi, chỉ còn size 35 nhá. Chỉ còn size 35, màu đen và màu kem này đều chỉ còn size 35 thôi. Đây chị Phương Nguyên này, em ghi đi. Đi thử. Đôi nơ này là 169.000, áp dụng cho ai đã chia sẻ chỉ còn size 35. Ai lấy 35 comment là size 35 màu sắc kèm size kèm số điện thoại, chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt giùm em nha. Ok, em lên một mã khác này. Nói chung là bây giờ em sẽ bán theo từng đôi một nhá, bởi vì nhiều lắm luôn. Về 500 đôi em chưa kịp soạn size, rất xin lỗi mọi người luôn. Đôi này size 38 cho em này. Đôi đá này size 38 nhá. À, đế nhá. Đế này. Cái này chống trơn trượt rồi mọi người không phải dán dùng gì nhá. Đôi này size 38 hay 240 là size 38, em đi thử nhá. Chân 37 bon chen được nhá. Chân 37 đi hơi rộng một tí nhưng mà bon chen được. Chị Kim Thức size 35 đen. 0937098 được chưa? 0937 098. Đây, em ghi số 2 tí em xếp. Ghi số 2 đây, đây ghi số 2 đây. Size 35 đây đúng không? Nhìn lại xem có size 35 không, rồi ghi số 2 lên. Cũng 169 chưa, ghi giá chưa? Chị Kim Thức này 0937 098 được chưa? 0937 098. Rồi. Ok, đôi này size 30, size 38. Giá của em này là 175.000 nhá. 175.000. Này đôi này đẹp dã man luôn, 175.000. Ai lấy comment nhưng mà áp dụng cho ai đã chia sẻ live stream thôi nhá. Này 175.000. Ai lấy comment là 175 kèm số điện thoại. 175 kèm số điện thoại này. Size 38. Size 38, 175 kèm số điện thoại. 175k kèm số điện thoại này, chất cực kỳ đẹp luôn. Em còn chụp ảnh thật trước khi chốt hàng cho các chị cơ. 175k kèm số điện thoại. Nơ 35 kem này. Đôi nơ 35 kem chốt cho chị Tuyến Đặng này, 0937 348 đây, Tuyến Đặng. 35 kem là đôi 169.000 ấy nhá. 169.000. Thôi để chị ghi hộp số 3 luôn cho. Chị thấy mày ghi chậm chậm chị sợ lắm. Số 3 đúng không? Được chưa? Mà thôi em mở máy em xem đi. 38-175 này. 38-175. 38 nơ hết rồi ạ. 38-175.000 có ai chốt không ạ? Size 38-175.000 này. Cái này chỉ có size 38 thôi ạ. Đôi này chỉ còn size 38 nhá. Nếu mà 39 thì chờ em một chút để em tìm. 38-175 đôi này quá đẹp luôn các chị ơi. Này, đẹp lắm luôn ý. 38-175. Ơ chết rồi, Dịu Ngọt ơi, Dịu Ngọt lấy gì ấy? Chỉ còn 38 thôi, chị Lan Anh Trần nhá. Chị cứ comment 39 nhưng mà 39 em không có đâu. 38 đây, giờ em sẽ lên đôi đen cột dây ạ. 38-175 chị Thương Lương không giấu. Thương Lương không giấu này. 0984341 em nhìn được không? Có nhìn được không? Số 4 đúng không? Đôi này là, đây là số mấy nhỉ? Số 4 đúng không? Đây em lên đôi nơ này nhá. Đây. Số 4 à? Nắp hộp chặt quá. Thì em ra em xếp luôn ấy, hiểu không? Chắc phải gọi mi cứu à.
4 này. Xếp chúng 1, 2, 3, 4 đi, em tí chỉ cần xếp chồng ấy thôi. Đây, bây giờ lên đôi này size 230 1,5 tức là size 36,5 nhá. Này, các chị nhìn xịn chưa này, dập này. Này, xịn chưa? 36,5 đôi này thì em xin phép là em không đi thử được, đế nó khoảng 3 phân. Đôi này em không đi thử được nhá. Em ở Hà Đông Hà Nội. Ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt giùm em, các chị qua lấy cũng được, nhưng mà qua kho giùm em, bởi vì cửa hàng em không bày giày dép. Giày dép em mới lấy về nên là qua kho lấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ai chắc chắn mua hàng thì hãng chốt. Đừng có chốt xong ngày mai lại hủy đơn, mất công em đi quay lại, em đau cổ dã man luôn nhá các chị nhá. Đôi này có 230 1,5 cho em này, là size 36,5 nhá. Thực ra đôi này sẽ có 37, 38, 39, nhưng mà mọi người xem live stream đi, kiên nhẫn xem cùng em một chút thôi nhá. Bởi vì em hôm nay em vừa về hàng, không kịp soạn sai nên là không ấy được, không có ngồi lọc sai cho mọi người được nhá. Size 36,5 này. Size 36,5 em này giá là 185.000 cho em nhá. 185.000 đôi này quá đẹp luôn. Ai lấy comment là 185K36. Chị Thùy Dung à? Chị Thùy Dung ok, chị Thùy Dung cột nơ này. Chị Thùy Dung ơi, chị có lấy không ạ? Đôi này là 185.000 đấy, áp dụng cho ai chia sẻ nhá. 185.000 chị có chắc chắn lấy không ạ? Chị Thùy Dung ạ. Chị Thùy Dung ơi, chị có chắc chắn lấy không ạ? Để em chốt cho chị đây số mấy. Chờ một chút em sẽ đi tìm size cho mọi người, em xếp đấy làm sao mà đủ chỗ. Đây đôi búp bê này size 38, đôi này đẹp này. Đôi búp bê size 38 cho em nhá. Đây còn có một đôi nơ này nữa cơ, đẹp lắm này. Chờ em một chút. Dịu ngọt chốt gì đấy, nhưng mà đôi này hết mất rồi. Đây đôi này chân 37 bon chen được nhá. Đây. Đôi này size 38, em giày búp bê này giá là 159.000 cho em nhá. 159.000. 159.000 nhá, phí ship từ 30 đến 35.000, có ship qua Shopee. Có ship qua Shopee và một đơn các chị mua hai đôi vẫn là phí ship 30 đến 35.000 nhá. Đôi này là size 38 này, 159.000 cho em nhá. Màu này thì cực kỳ tây. Này các chị ơi, phần độ bên trong này. Màu cực kỳ tây luôn. 159.000 ạ. 159.000 ok, còn sục chờ em một chút. 159K Tùng Tiến này. Tùng Tiến là Facebook con trai, bạn có chắc chắn lấy hàng không ạ? Để mình chốt đơn nhá. Tùng Tiến là Facebook con trai hay con gái đấy ạ? Số mấy đây? 6 ạ. Em nhìn thấy Tùng Tiến không? Tí đổi hộp nhá. Này tí đóng lại cho chị đấy. Bây giờ em sẽ lên đôi này nhiều lắm luôn các chị ạ. Có cả cao gót các kiểu. Nói chung là lẫn lộn rất là nhiều. Này búp bê màu đỏ đẹp chưa? Hàng công ty này, hộp xanh này là hàng công ty. Chờ em một chút nhá, em lên đôi sục đen 225 1,5 tức là size 35 1,5 đấy, đôi này hơi bé. 35 1,5 nhá. 35 1,5 đôi này cũng 185.000 cho em này. 185.000 cho em nhá, size 35,5. 185.000 size 35,5 này. Size 35,5 đôi này nó đặc điểm là nó là cái nơ ở đây chứ không phải thắt nơ như vừa nãy nhá. Size 35,5 đây quay gần này. Size 35,5 185.000. Chị Phương Anh ơi, em mà có sức thì em cũng mở trong Sài Gòn luôn. Này đây, cái này nó cũng dập như cái kia luôn nhá. Đây 185.000 này. Đây 185.000, size 35,5. 35,5 này có chị nào chân đi 35 36 không ạ? Đều vừa nhá. 225 1,5 à? Ai chết đi. Cái sổ chị cầm là cầm nhầm vào. Hả? Cái sổ cầm đi xuống để cho cô thang nhà mẹ chị cầm nhầm. Thế bảo nó lên nhà chị mà lấy chìa khóa xuống lấy thôi. 35, ai lấy comment đi ạ. Hạnh Mon, ok, Hạnh Mon nhá. Hạnh Mon chắc chắn lấy hàng của mình nhá. Bởi vì không kịp sắp size cho mọi người, nên là ai chắc chắn lấy hàng thì chốt giùm em số bao nhiêu nhỉ? 185.000 nhá. 185.000 nhá. Đôi búp bê này. Đôi búp bê này size 36,5. Búp bê đỏ. Ô chân mình không vào được. Đôi búp bê đỏ này các chị ơi, lót cực kỳ đẹp luôn, size 36 nhá. Có 1,5 ở dưới là 36, 36,5 đều vừa này. Này các chị ơi, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Em này chỉ có giá là 139.000 thôi. 139.000. Ai lấy comment là 139 giùm em nhá. Sắp đến mùa đông rồi, đi màu đỏ cực kỳ ok luôn. Ai lấy comment là 139 kèm số điện thoại giùm em. À đâu, đôi này là 135.000 chứ, ok. 135.000. 135.000 size 36. Size 36 135.000 nhá. Size 36 135.000 này.
đẹp dã man luôn, sờ luôn nào, đẹp đôi, đẹp đôi đấy luôn. 135.000 thôi ạ. Còn sụp size 35 chờ em một chút. Ui lên một đôi siêu phẩm đẹp quá. Có ai lấy đôi này không? 135.000 thôi. Ai lấy comment là 135 rồi. Ai lấy comment là 135 kèm số điện thoại giùm em nào. 135 kèm số điện thoại nhá, 135.000 nhá. Này. 135 kèm số điện thoại giùm em. Đôi này size 39 cho chị nào chân to này. Size 39 đẹp quá này, đế này. Kiểu nhung nhung nhá. Màu này đẹp. 135k chị Trinh Nguyễn này. 37 không vừa đâu, nhưng mà tùy ai chân mỏng chân dày, đôi này em đi rộng này. Size 39 nhá, đôi này đẹp dã man luôn. Size 39 đẹp không các chị ơi? Này, size 39 nhá, quá đẹp luôn. Size 39 đây, đế đây nhá, các chị không phải dán đâu, nó chống trơn trượt rồi đây này. Size 39 em này 100 đôi này giá giúp em là 165.000. 160 à đâu, 169.000 nhá. 169 đúng không? Đây mà. 169.000 này, ai lấy comment là 169 kèm số điện thoại thôi, 165 đi cho nhanh. 165.000 nhá, lỡ đọc nhầm giá rồi. 165.000 thôi này. 165k kèm số điện thoại nhá, 165. Size 39 này, chân chị nào to được đôi này. 165.000 nhá, size 39 thôi nhưng mà đôi đẹp lắm. Chân 38 bon chen được đấy. Viettel Huynh Ngọc, chị ơi chắc chắn lấy hàng giùm em cái nhá. Mọi người đừng đặt chơi, em nói thật đấy. Bán đây là công là sức ấy, mọi người cứ vào đặt đùa là em mệt lắm. Ai chắc chắn lấy hàng đặt cho em, bởi vì lần trước em bán thế rồi, bán xong bắt đầu cứ rẻ thôi, nhưng mà các chị ôi đôi này thế. Đôi đẹp chưa? Các chị cứ đặt xong bắt đầu đặt chơi cho sướng mồm xong rồi hủy đơn nhà em mệt lắm. Chị Viettel Huynh Ngọc nhá. Ui, có một đôi màu kem này đẹp này. Bây giờ lên đôi này đi, đôi màu đỏ trước đi, đôi này sale này. Ôi đôi này thích hợp với chị nào lấy về để mặc kiểu đi mặc áo dài các thứ ấy đẹp, bởi vì nó dễ đi, không bị đau chân. Đôi này size gì mà đến 39 bé tí. Đôi này á, để em đi thử nhá. Bởi vì là nó ghi đây. Nói chung là cao lắm em ngồi này. Cao lắm, đôi này để đi mặc áo dài, đế vuông này. Cực kỳ dễ luôn, mác này ghi nhầm đấy, không phải size 39 đâu. Khẳng định luôn, đôi này chỉ size 3 chân 36 37 đi được thôi. Đôi này chỉ chân 36 37 này, sale ngay đôi này còn 105.000. 105.000 size 36 37 nhá. Này, chất da quá đẹp luôn. 36 37 còn sục. Sọc là size mấy cái gì đấy? Sọc size 38. Chờ em một chút em bán đôi này này. Chiều đọc là bao tiền? 10.000 à? 105 à? 105.000 ok của Anna Nguyên này. Đôi này để mặc đi áo dài quá chuẩn luôn nhá mọi người nhá. Riêng mặc đi áo dài đôi này quá chuẩn. Anna Nguyên ghi cho chị gái. Cái gì đây em chat chít gì đây? Bảo lên trên này mà lấy chìa khóa về mà lấy sổ chút đơn đi còn gì nữa. Anna Nguyên, em ghi Anna Nguyên, ghi cẩn thận vào nhá, 105.000. Ghi đúng giá vào đừng có vừa mải chat chít linh tinh. Đâu, em nhắn tin chị My mà. Thế có phải là chat chít không? Đâu. Bảo nó cứ lên đây đi, cứ phải thắc mắc nhiều ấy. Không phải mà là các em thấy em ghi nhầm mất giá ấy. Vừa nãy đã nhớ nhầm rồi, đôi này 105 và 135. Giày này nhá, giày này size 38 này, đôi dạ này size 38. Nhầm của khách đến lúc lại ngồi xem lại live stream mệt lắm. Đây nhá, đôi này size 30, size 38 thì chân 37 cũng đi được nhá. Chất dạ này. Chất dạ cho em nhá. Chất dạ này. Đi em cực kỳ luôn, đi em cực kỳ luôn. Đôi này 165.000. 165.000. 160.000 luôn cho chị nào lấy đấy, 160.000. Ai lấy comment là 160. 160 nhá, size 38 nhá, chân 37 bon chen ở đấy, 37 38 đều đi vừa này. 37 38 đều đi vừa. 160.000 ok. Tùng Tiến nhá. Tùng Tiến có đơn rồi. 160.000 nhá, ghi thêm số chồng lên hiểu không? Hiểu không? Sục này, giống con sục đen vừa nãy nhá, sục 185.000. Ôi đẹp chưa?
Màu bạc này đẹp nhá. Màu đẹp bạc, cái chân thì là trắng đi đẹp này. 225,5 lại size bé rồi. Ai nó cũng dính đây nhá. Size 35,5 tiếp này. Vừa nãy chị nào chốt hụt con này không? 185.000 size 35,5. Này. 185.000 size 35,5 nhá. 185.000 size 35,5. Đôi này đi trên chân chị nào trắng ấy đi ok, trên em thì không vào rồi. Ai lấy comment là 185k kèm số điện thoại nhá. 185k kèm số điện thoại giùm em. 185k kèm số điện thoại này. 185k kèm số điện thoại đi ạ. Đôi này đẹp đấy, màu bạc. Vừa đây là có đôi màu đen. Màu này không ai thích ở đây, có một đôi màu đen luôn. Màu đen, ui dồi ôi, rách cả hộp luôn. Màu đen size 36,5 này cũng 185.000 này. 185.000 nhá. Màu đen là, ui nó bị bụi ở dưới này các chị này. Bị bụi. Đôi này là size 230 1,5, tức là size 36,5 đấy ạ. Cũng 185.000 giống đôi đen vừa nãy này. Có đen và bạc nhá. Có đen và bạc. Chị Đậu, Đậu Hoài ơi, comment kèm size cho em với. Có thấy sting dâu nhá. 185.000 kèm màu đi, mỗi màu chỉ có một size thôi. 225 đôi màu kem này là size 35. Các chị thông cảm nhá, cái này bị bẩn chắc là đây này. Nó bị bụi ấy, lúc đóng hàng không tránh được, nó dính vào thôi. Nha mọi người nhá, hoặc là khách đi thử ấy. Bởi vì đây là hàng xả lô của Quảng Châu mà. Chắc có thể khách người ta đi thử thôi. Chứ bình thường nó không có cái giá này đâu ạ. Hoàng Tộc lấy 36. Ok chị Hoàng Tộc lấy đôi màu đen này nhá, 185.000 này. Chị Hoàng Tộc là lấy màu đen này. 185.000 chị Hoàng Tộc này. Đôi này ai là ai lấy á? Đôi này là 35 35 đến 35,5. Đen hết rồi ạ. Chị Hoàng Tộc là 36,5 185.000 nhá. Màu kem này ai lấy cho em đi ạ, size 35. Ai lấy comment là màu be à màu. Đây là màu trắng mà. Đây, ai lấy comment trắng kèm số điện thoại đỡ nhầm nhá. Trắng kèm số điện thoại giùm em nhá các chị ơi. Trắng kèm số điện thoại này. Tiếp theo đôi màu trắng này, size 39 em đi thử cho các chị xem này, mũi vuông nhá. Chất da thì cực kỳ đẹp rồi. Nói không với cả giày Sài Gòn vớ vẩn nhá. Đây là hàng Quảng Châu. Khẳng định mọi người luôn, mọi người test kiểm tra thoải mái. Trắng của Thúy Anh Simon à. Đúng không? Thúy Anh. 185k Thúy Anh gì ấy. Em đi vào nhá. Đôi này. Đây. Thấy có thấy không? Màu bạc ấy. Thúy Anh Simon đấy, màu ghi trắng 0982244. Đây nhá, cái đôi này là đôi này size bao nhiêu đấy? Đôi này là size 39 nhưng mà chân 38 đi được ấy, chân em 37 đi rộng này. 38 39 đều đi được. Đôi trắng hay chị nào mà lấy? Đôi trắng hay chị nào lấy em để 149.000 này, chất cực kỳ đẹp luôn. 149.000 cho em nhá. Ai lấy comment là 149 kèm số điện thoại. 149 kèm số điện thoại. Sục em hết rồi, chờ em để em tìm. 149 kèm số điện thoại nhá. Sục màu kem này có size 36 luôn này. Đấy, nó theo dây đấy. Sục màu kem này có 36,5 nhá. Chị Y Bình Phạm lấy size 39 này. Ok, chị Y Bình Phạm này 149.000 cho em nhá. Chất da siêu đẹp luôn. Các chị ơi, ai chắc chắn thương em, chắc chắn lấy hàng thì hãng chốt nhá. Em nhắc đi nhắc lại câu thần chú đấy. Chứ các chị cứ chốt bừa mệt lắm. Đây, đôi sục 185.000 này. Đấy, nó cứ bị bụi vào thế này. Chứ không tránh được, chắc cái đế nó làm. Đây, chắc lúc nó dập cái này nó bị bắn ấy vào này. Đây, 230 1,5, tức là size 36,5 đấy. Là 185.000 đấy ạ. Tiếp còn một đôi màu kem nữa này. Size 225 tiếp này. Còn một đôi 35, một đôi 36 cho em nhá. Một đôi 35, một đôi 36 này. Ai lấy comment cho em đi ạ. Vừa nãy chị nào chốt hụt đôi size 35. Còn 135, 136, 185.000. Dịu Ngọt lấy 36 này. Dịu Ngọt là lấy size 36 là 230. Ok. Dịu Ngọt là đôi size 36 đây nhá. Dịu Ngọt là size 36. Em ơi, cái này nhớ phải lấy ấy, bọc đá vào cho khách nhá. Lấy mấy cái này này. Nó thiếu giấy bọc thì em lấy ở kia kìa. Chắc nó bị bung ra hôm qua xem hàng thôi. Đây này, chị Dịu gì ấy. Dịu ngọt nhá. Rồi ok, em còn đôi này size 35 để xem còn size gì nhá. Em còn đôi này size 35.
35 màu kem đậu hoài mà lấy để số nhá. Comment đúng cú pháp cho em là 35 kèm 185k kèm số điện thoại. Đây còn tiếp một đôi size 37 luôn. Size 37 này mình đi thử cho mọi người nhá. Size 37. Màu kem này có cả 37 luôn này. Còn 135 và 137 đây, 37 đây. 35 chị Duyên Lê không giấu. Ok chị Duyên Lê này. Chị Duyên Lê lấy đôi 35 nhá. Duyên Lê không giấu đây, có 3 có 37 luôn. Duyên Lê không giấu lấy 35 chắc chắn giùm em nhá. Không ai mất công nó bán lại mệt lắm này. Đi lên chân đẹp dã man luôn nhá, 185.000. Đây này nó có cái nơ này. Nói chung là đi lên chân cực kỳ sang và nó thon, rất là thon chân. Size 37. Size 37 cho em này. Ok mọi người có thể gộp gộp đơn nhá. Hai đôi vẫn từng đấy tiền ship, tí nữa mình sẽ sale một số đôi dễ đi cho mọi người. Size 37 đây, 37 đây. 37 37 185k. Chị Tuyến Đặng có đơn rồi à? À không, chị Tuyến Đặng là lấy 35, 35 chốt rồi. Chị Tuyến Đặng ơi sorry chị nhá, 35 chốt rồi ạ, 37. 37 Ha Nguyên không giấu để số nào, Ha Nguyên ơi. Ha Nguyên không giấu, ghi nhanh lên nhầm. Ha Nguyên không giấu để số cho em nhá, em lên một ít. Có cả bốt nhá mọi người. Ô đôi đẹp quá. Cái hộp này nó ấy thôi, đẹp lắm, ui chất da đẹp dã man luôn này. Size 37. Đôi này size 37 này các chị ơi. Xem cho em chất da nhá, cực kỳ đẹp luôn này. Size 37 em đi thử cho mọi người xem này. 37 màu này nhá, đi cực kỳ trắng chân luôn này. Cực kỳ tôn da nhá, màu kem mà đi mềm lắm. 37 thì 37,5 đi vừa đấy các chị ạ. Chất da mềm cực kỳ luôn. Chất da mềm cực kỳ luôn nhá, 149.000 này. Ai vui vẻ bớt thêm còn 145.000. Đấy là vui vẻ bớt thêm 145 nhá. Chất da mềm này các chị đi không sợ đau, sợ đau đau chân đâu ạ. 145.000. Ai lấy đôi này comment là 145 kèm số điện thoại size 37. 145 kèm số điện thoại nhá, 145.000 nhá. 145k kèm số điện thoại. Ôi đôi màu đỏ này mới đẹp này, đẹp chưa? Đá nhá. Có size 39 chờ mình một chút, Ha Nguyên để số kìa. Đẹp chưa? Các chị ơi, đá này. 37 145k kìa. 37 145k của chị Nguyệt Minh. Chị Nguyệt Minh ạ. Tiếp này các chị ơi, đôi đỏ đá này xinh chưa? Xem size bao nhiêu? Size 37 tiếp ơi, nhiều 37T. Đôi đỏ nhá, đây em đi cho mọi người coi. Mũi nhọn nhá, đẹp dã man luôn. Em này 169.000 cho em nhá. 169.000 này, cái đá này đẹp lắm. 169.000 size 37. Đẹp nhỉ? 169.000 được không? Chất da mềm ý. Mà thôi, ai lấy em sẽ bớt thêm 5.000, còn 165.000 này cho đỡ áy náy. Bởi vì nó cũng đẹp, nó đẹp thật sự đây này. 165.000 nhá. Nói chung nhà em thì chỉ có rẻ đẹp thôi. Lúc nào bán cũng toàn bớt 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 cho mọi người. 165k size 37 này. Chị nào thích màu đỏ comment 165k size 37 cho em. Đây. Size, ui con này size 36 đẹp quá mà em không đi vừa. Size 30, size 36 này. Giá là 140.000, 139.000. Size 36 139.000 nhá, mũi vuông. Cái này nhá, 100 thi thoảng mới có lô đấy. Nói chung là ôm lô này mọi người phải ôm từ ít nhất là 30 đôi mình mới cho ôm, mà ôm lô bất kỳ không chọn nhá, bởi vì thực ra là nó lẫn ý. Mình cũng là ôm lô mới có giá này cho mọi người. Mọi người biết sao không? Đây là hàng Quảng Châu ôm lô. Ôm lô thì nó sẽ có đôi đẹp, đôi bình thường. Không, nhưng mà nhà mình là hàng tuyển nên là hầu hết là đẹp rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ý, là nếu mà mọi người chọn thì mình sẽ không cho chọn. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó trộn cả hàng cao cấp ý. Nếu mà mọi người chọn hết đôi cao cấp, kể cả đôi cao cấp mình cũng bán giá bình thường mà. Nên là nói chung là cũng khó lắm chia lô này. Chỉ có ai lấy lô bất kỳ thôi. 139.000 nhá. Rồi chị càng ngày càng nói lắp luôn ấy. Chán cực. Đôi này đẹp này, không ai chốt à, không ai chốt bỏ qua nhá. Đẹp dã man mà không ai lấy chẳng qua không đi được lên chân thôi. Chứ không thì các chị cũng chốt luôn. Tiếp một đôi luôn. Đôi đấy có cả 37 đây, đi thử lên chân nhá. Chị vừa đọc là size bao nhiêu nhỉ? Này cái đế của nó này, đế này đế chống trơn trượt nhá, 139.000 này. Bên trong này. Size 37 đây nhá. Mình sẽ đi thử cho mọi người.
Xe 37 đây nhá. Này, đi lên chân đẹp mà. Đế vuông ấy, à tức là mũi mũi vuông ấy. Đi lên chân nhìn cực kỳ lạ luôn này. Ai lấy đôi này em sẽ bớt luôn, còn 135.000 cho hết luôn này. 135.000 có size 37 và size 36, 36 và 37. Chị đậu hoài chờ em một tí nhá. Đây. Đây còn một đôi nơ nơ màu kem. Có size 35 và à size 36 và 37 135.000 nhá. Không ai chốt luôn. Đôi đẹp mà. Bởi vì em thích những cái đôi lạ lạ ấy, những cái đôi mà để à, mũi vuông vuông ấy. Đi lên chân cực kỳ lạ luôn. Đây nhá. Mẫu này vừa đây là bao tiền? Nhớ không? Con nhện này này. Hình như là cũng 185 hay sao ấy. Đúng không? Cái này á? Không. Cái này có phải đinh đâu. Em kiểm tra mở cái đôi này ra phải không đã. Đổi cái gì em ơi. Đôi này là size 39 nhá. Đôi này size to 39. Đôi này bao tiền? À đôi này khác mấy, khác mấy đôi kia đấy. Đôi này khác mấy đôi vừa lên nhá này. Đẹp chưa? Đôi này là size 39. Đôi này là size 39 nhá. Đôi nơ này khác đôi nơ vừa nãy. Size 39 này giá là 180.000 này. Size 39 giá là 180.000. Ngọc Ánh lấy 135 size gì ạ? Nhưng đây là đôi size 39 em ơi. 39 180.000. Size 39 nhá. Bạn nào lấy đôi này size 35 1,5 không đây? Tụt nơ mất rồi. Thắt lại. Chị Y Bình Phạm dồn đơn này. Ok chị Y Bình Phạm này, size 39 cho em nhá. Đôi này đẹp hay khác đôi nơ vừa nãy một chút. Ơ cái đôi đấy của ai? Không ai chốt à? Đôi đấy của ai đấy? Đôi gì đấy? Ơ đôi giày đỏ đẹp mà. Giày đỏ size 3, size 37 này. Đôi giày đỏ đá đây size 37 nhá, 160.000. Ai lấy comment là 160k kèm số điện thoại. Em chào chị Ruby Chân. Đây ạ. Đôi này nhá, 160.000 size 37. Ai lấy comment 160k size 37 cho em nhá. 160k size 37. Cái đôi nơ này là size vẫn còn sót một đôi size 35 này, 185.000 này. 185.000 đôi này size 35,5 vừa lấy, có chị nào chốt hụt không? 35,5 chị nào chốt hụt chốt cho em nhá. 185k 35,5. Em không thấy comment chị Thanh Thùy nhá. Đây này, xịn chưa? 35,5 nhá. 185.000 này, còn sót một đôi vừa nãy còn mấy chị chốt hụt đấy. Thì bây giờ chốt cho em 35,5 185.000. 35,5 185.000 này. Anna Trần đặt gì đấy? Đôi này bao nhiêu? 170 à? 175. Đôi này đẹp này, 175.000. Size 37 luôn. Bạn ơi, có đôi mình không đi vừa, chân mình không phải là đôi nào mình cũng đi vừa đâu. Đậu Hoài, ok Đậu Hoài để số nhá. Chốt luôn cho Đậu Hoài, Đậu Hoài để số đi ạ. Đậu Hoài là size 35, Đậu Hoài để số này. Đây nhá. Đôi này 175.000 đẹp dã man luôn, size 37 nhá. Đôi này đi trắng chân lắm. Size 37. Ôi chị Nguyên Bóc có thấy chị comment đôi nào đâu. Đẹp chưa? Size 37 175.000 này, đẹp lắm. Ai lấy comment cho em nhá. Ai lấy comment là 37175. 37175 cho em này. Không có size 38 ạ. Đôi này size 37 chị nhá. Đôi này size 37. 175k size 37 cho em này. Một bảy năm k xe 37. Chị liên lương không giấu để lại số điện thoại cho em nha. Ủa giời ôi sao lấp lánh thế này. Ok lên một đôi cao gót này giật cả mình. Xe 35 1,5 35 1,5 này, chân em không đi vừa.
Em tháo chìa khóa nhà chị thôi nhá, để chìa khóa nhà trên này lại, đỡ phải mang lên đấy. Chìa khóa mẹ chị đấy, chị để ở ngay chân cầu thang ấy. Đôi cao gót này này đẹp chưa? Đây nhá, các chị đi lên nó sẽ như này. Chân em không đi vừa, đế vuông nhá, size 35. Ờ 35 đến 35,5 này. Chị nào lấy đôi này em để với giá là 130.000 nhá. 130.000, ai lấy comment là 130k kèm số điện thoại. 130k kèm số điện thoại nhá, đôi đẹp. 130k kèm số điện thoại này. 130k kèm số điện thoại cho em nhá. 130k kèm số điện thoại, xe 37 hết rồi bạn ơi. 130k kèm số điện thoại này. Đây, các chị không thích cao gót đúng không? Sục 185 em lấy size gì nhờ để chị tìm. Đôi này không ai thích à, chân em không đi được lên thôi ạ. 130.000 em cam kết với các chị luôn nhá, full box cho em nhá. Đi không phải có chuyện đau, đau chân hay gì cả đâu, chất da đẹp lắm. Anna Nguyên. Giày cao gót hầu hết là em bán giá sale rồi. Chứ bình thường chả có đôi, chả có size giá như thế đâu. Anna Nguyên có đơn nhá, nát quá. Vận chuyển nó bị nát cả hộp. Một đôi cao gót màu đen size 240. Size 38 đấy ạ, chắc chắn luôn. Size 38 nhá, 38. Size 38 cho em này, đôi này 140.000 nhá. 140.000 size 38 này. 140.000 size 38 nhá. Lót cực kỳ mềm này. Đế đấy. Size 38. 100 chị vừa đọc bao nhiêu nhỉ? 38 140.000. 38 140.000 nhá. Không đọc được comment luôn ông ạ. 38 140.000 cho em nhá, màu đen. Cao gót là bán thế là quá rẻ rồi. Có ai chốt đôi này không ạ? Size 38. Size 38 nhá. Em hỏi đôi này đúng không nhở? Em hỏi đôi này đúng không? Anna Trần. Anna Trần không giấu hỏi, hỏi đôi này à? Em không đọc được đâu, bị ẩn đấy. Để em thoát ra vào, thoát ra vào lại. Để em thoát ra vào lại nhá. Từ từ em đang bị ẩn comment, em không đọc được. Búp bê đỏ còn ạ. Kiểu bệt, ok, ok, chắc bị ẩn đấy ạ. Không phải đâu, comment nhảy nhiều. Đây nhá, đôi này có ai lấy không? Ok, chị Y Bình Phạm gộp đơn này. Không biết có gộp một nữa không nhỉ, đơn của chị hai đôi rồi à? Chỉ sợ là cao gót không gộp được thôi. Có với cả đá đá ấy, khó gộp lắm. Ừ, nó to ấy. Chị Y Bình Phạm. Đây nhá, đôi màu đỏ này. Chị nào lấy em để 160.000 nhá. Bớt thêm 1.000 là 159.000 luôn, size 37. 159.000 size 37. 159k size 37 nhá. 159k size 37 này. Anna Trần để số, chị chốt cho em một đôi này. Anna Trần để số lấy đôi này nhá. Anna Trần không giấu 185.000 nhá. Nhá. Anna Trần không giấu 185.000 để số nhá. Này dép đẹp chưa? Xem size bao nhiêu đây. Size 38 nhưng mà đôi này 37 thôi, nhìn bé mà. Đôi này 37 thôi, 38 đi chật. 38 chân mỏng đi được. Cái này chỉ khoảng 37 thôi nhá. Đây này. 37 chân đi em mà đi vừa luôn này. Đôi này 140.000 nhá, chất cực kỳ đẹp luôn, đan dây này. 140.000 nhá. Ôi đây cho mọi người xem chất này, hộp hiếc bọc rất là xịn luôn đây. Đôi này không khác gì hàng hãng, mà hàng hãng đi mua toàn tiền triệu này. Chất đẹp lắm, 140.000. Ai lấy comment là 140k, ok. Anna Trần để số kìa. Đây nhá. Z này 140.000 này. 140.000 nhá. Ai lấy comment là 140 kèm số điện thoại dùm em.
Em có thấy chị Tố Loan nhá. Đội búp bê chân 38 sợ đi chật ấy, chân chị 37 đi vừa mà. Chân chị 37 đi vừa. Trang Nguyên ơi, hiện đang hết nhá. Hiện đang hết đồ nâu ở đẹp này. Đồ nâu cao gót này size 35,5. Đặng Nhật Thi lấy 140 nhá. Ok, Đặng Nhật Thi này. Đặng Nhật Thi nhá. Đây này, ồ đồ này đẹp chưa? Size 35. Size 35 này. Đẹp chưa? Size 35 nhá. Em này 150.000 cho em nhá. 150.000, ai lấy comment là 150k size 35,5. 225,5 này, 35,5 nhá. 150.000. 150.000 nhá, size 35,5. Ai lấy comment là 150k kèm số điện thoại. 150k kèm số điện thoại nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. 150k kèm số điện thoại nhá. 150k kèm số điện thoại cho em nhá. 150k kèm số điện thoại. Các chị có muốn xem bốt không? Nhưng mà bốt này thì không gộp đơn ở đâu. Bốt này chỉ có ship một đôi một thôi. Bốt thì xịn lắm nhưng mà không gộp đơn kiểu ấy đâu. Mọi người phải chịu hai lần tiền ship ấy nếu ai muốn gộp đơn. Còn nếu mà mua một đôi thoải mái đây này. Xịn chưa? Có cả túi nhá. Hàng toàn hàng hãng mà đẹp lắm. Để em đôi đó đôi gì à? Chị Nguyên bót ơi. 35 Nguyên bót à? Nguyên bót đấy. Nguyên bót lấy đôi đấy. 150.000. Đây nhá mọi người, đây này. Cái này có cái lông lông ở đây nữa cơ. Ai thích ấy ra đây này. Xịn chưa? Ôi cũng 35,5 sao tự dưng lại lên toàn một dây 35 này. 35,5 nhá, đẹp quá cơ. Đôi này đẹp lắm luôn này. Đẹp lắm luôn ý. Em này 100 mở màn một con, giá 199.000. Chất quá đẹp luôn, 195.000 này. Mở màn một em đầu tiên này các chị ơi. Này nhá, dập tem mác đầy đủ 195.000 nhá. Đây là mở màn con đầu tiên, chị nào mua được con này thì mua được giá rẻ. Sao nhiều khi comment của mọi người mình cứ không nhìn thấy thật thế nhỉ? Cứ bị ẩn ý. Em ơi, bê thấy búp bê cho chị. Đẹp chưa? Đây. Các chị không thích này, bên trong này. Ui trời ơi. Thề luôn, đẹp dã man luôn, 195.000. Ui. Ít thôi, cho chị thêm một giây nữa. Đẹp không? Các chị có thích xem bốt không? Để em quay đây này, túi hãng hẳn hoi nhá. Đây đều là hàng tuần của hãng sale thôi. Rồi, chốt cho Nguyên rồi này. Hộp, cái hộp cũng xịn. Hộp hoa xịn lắm. Không ai mua bỏ qua nhá. Đồ đấy đẹp dã man mà không ai chốt cho tôi. Mua được giá rẻ đấy ạ, 195.000 đô đấy là quá rẻ luôn. Đôi này á? Thế á? Nhà mình bán rẻ nhỉ? Này có một chị chốt 195.000 này. Đôi này cũng đẹp này, xịn vãi ra. Nhờ? Chị Bích Ngọc không giấu. Đẹp lắm chị Bích Ngọc ơi. Vì chị chốt đầu tiên và chị tin em bớt thêm cho chị còn 190.000 thôi. Em bớt cho chị còn 190 thôi. Em bớt cho chị còn 190.000 nhá. Tiếp một đôi búp bê. Size 37. Ôi, đúng chân mình. Mình thích. Chị thích mấy cái màu này kiểu đi trắng mà cứ cả dễ mặc đồ ấy. Đôi này nhá. Đôi này 155.000. 155.000 nhá. 149 đi. Bớt luôn 5.000 còn 150.000 này. 150.000 size 37. Em bán rẻ lắm luôn ở đây nên đừng ai bom hàng nhá. 150.000 size 37 này. Mà mình phải bán 155 mới đúng. Đẹp thế này. Nhờ. 155.000 nhá, không bớt nữa, đẹp quá. 155.000, không bớt nữa, đẹp quá cơ. 155 kèm số điện thoại nhá, đẹp quá. Đôi này chị, à đôi này mình cũng thích. 155 kèm số điện thoại nhá. Hả? Ờ, chị thích mấy màu đấy, đẹp nhỉ? Chất da đẹp ý. Mà nó mềm lắm, đi lên êm chân. Ai lấy để số nhá, đôi này size 38 này. Đôi này size 38 130.000 này. 130.000 luôn cho nhanh nhá. Ai lấy đôi này comment là 130 size 38. Chị Phương Trúc Cherry mà lấy để số cho em nhá. Phương Trúc Cherry mà lấy chị để số cho em này. Đôi này nhá, size 38.
Size 38 130.000. 38 130.000 của Tùng Tùng Tiến này. Tùng Tiến ơi, là Facebook con trai hay con gái đấy ạ? Có chắc chắn lấy hàng không ạ? Chị Tùng Tiến này, Phương Trúc Cherry để số kìa. 155k. Mày ghi giá làm gì, mày phải ghi số hộp chứ. Của Tùng Tiến đấy nhá, Tùng Tiến 130 nhá. Nhá. Ô, một đôi sục này. Nào có ai chốt hù đông, đôi này vừa đấy là 180.000 à? Đôi gần đây nhất, đôi nơ gần đây nhất. 180 đúng không? Size 38 180.000 này, đẹp chưa? Còn đúng một đôi đấy. Size 38 180.000 này. À đây, xem còn size gì nhá. Đôi đấy 108 còn size 37 luôn này. Còn 37 38 này. Còn 37 38. Còn 37 38 nhá. Trang Trang ok, Trang Trang lấy 38 ok này. 37 này. 37 đây, Trang Trang 180 nhá, Trang Trang. Trang Trang có đơn rồi đúng không? Chưa. Trang Trang size 38 180 này. Màu này nhá này. Ui dồi ôi. Thề các chị đi thử lên chân đi, chất sướng cực kỳ luôn. Trang Trang lấy đôi này size 38 đúng không ạ? Hạnh Mon lấy 37 gộp đơn đúng không? Hạnh Mon có đơn rồi là 37. Hạnh Mon là size 37. Này. 37 của Hạnh Mon có đơn rồi. Hạnh Mon lấy 37, Trang em lấy size 38 đúng không? Bà Trang Trang à Trang Trang ơi, cái Trang Trang. Trang Trang ơi. Ôi, sục này, trắng này đẹp chưa? 22-225 là 35. Ôi, chị nào 35 lấy quả này đi, đẹp quá. 35 nhá, đẹp lại còn rẻ nữa cơ. Cái mã này rẻ này, sale này. Chất đẹp này. Chất đẹp nhá, 159.000. 155.000. Đẹp lắm luôn này. 155.000 nhá. Size 35,5. 155.000. Đẹp chưa? 155k nhá. 155k size 35. Ok Trang Trang. Ơ sao màu đỏ mọi người không thích cả hay sao? Đôi trắng đấy có cả size 38, em đi thử nhá, 155.000 này. Em đi thử nhá, 155.000 có cả size 38 là chân 37 bon chain được nhá, đây. 155.000 đôi đẹp lắm. Nhở. Nó đính đẹp ý. Đính xịn đã mang. Em có thấy chị Noho Đông Băng. Bích Ngọc size 35, Bích Ngọc có đơn rồi. $38 155.000 của Phương Trúc Cherry này. Có đơn rồi. Đừng ghi giá tiền lên hộp ra đâu. Không ngày mai lại ấy đấy. Đôi này vừa lại bán bao tiền à cha? À đây. UB. Đâu hay là gì? Em ra xem đúng hộp đấy có phải cái đấy không? Đôi này size 38 này 169.000 này. Size 38 169.000 nhá. Thế thì khác đấy. Không khác. Có một đôi lúc đầu cơ. Tầm mấy số đầu thôi. Em xem lại giá đôi này đã, từ chờ em tí. 165 hay sao ấy. Ê, đang ở hộp kiểu như này này. Nhìn hộp là ra có cái gì đâu. Lên bốt ok, chờ tôi tí. Có 38, 39 luôn nhá. Ôi, 39 khác. Hả? Cái gì? 165 à? Đúng không? 165 à? 165.000. Đây nhá, đôi này đẹp lắm, size 38 này.
159.000 thì đúng hơn đấy ạ, 159.000 size 38 nhá. 159.000 size 38. Đôi này cũng 159.000 size 39, cái hình khác này. Màu này tây dã man luôn. Ôi đôi này đẹp mà. Có gì để các ông phải tìm chị xem chị ghép có đúng đôi không đã. Ghép nhầm đôi chết giờ. Ba tám này. Đôi đi lên chân đẹp mà. Đây. Đây nhá. Màu này đi tây mà. Chị lấy một đôi đi, màu này. Chị lấy đôi này luôn. Đây đẹp nhỉ. Đây có một đôi của chị đây rồi. Chị cắt một đôi đi, đi đôi này thích mà. Mà chị hay mặc đồ màu đen. Đôi 38 này chốt cho ai đây? Mili ơi, Mili lấy đôi 39 này à, Mili? Mili lấy đôi 39 này à? Đúng không? Đây 159.000 size 3, size 39 này, 39 mình đi hơi rộng. Màu đẹp lắm. Ok, Mili đôi này nhá, chắc chắn lấy hàng dùm chị nha em ơi. Chắc chắn lấy hàng dùm chị nhá. Chị Minh Thi Nguyên lấy cam 38 này. Chị Minh Thi Nguyên lấy đôi 38 để số cho em này, khách quen này. Chị Minh Thi Nguyên lấy cho em này, để số lại cho em nhá. Đều là 159.000, em cứ ghi đơn của Mili trước đi. Ô chị Y Bình Phạm ơi, chị lấy cái gì á, em không thấy comment nhá. Chị Minh Thi Nguyên lấy cam 38. Ô em không thấy comment của chị luôn, sorry chị yêu. Để em tìm cho chị. Alo, Minh Thi Nguyên. Ừ đúng rồi em ơi. Em ơi, em để lại cho chị một tin nhắn, tí chị sẽ gọi lại cho em nhé. Bởi vì bây giờ chị đang bán hàng ấy, chị đang quay live stream. Thì xong chị gọi lại, em cứ để lại tin nhắn đi, tí chị gọi lại nhé, không chị nhầm. Ok ok, rồi chị cảm ơn. Đôi này nhá. Xin tuyển nhân viên. Đôi này xịn chưa? Nhưng mà cái này nó hơi bị lem keo một tí nhưng mà không lộ đâu nhá, đây. Hơi bị lem keo một tí, không hề bị lộ luôn. Đôi này chân size 36 đi vừa cho em này. Chân 36 đi vừa vì bị lem keo. Em fix đôi này còn 139.000. Fix đôi này còn 139.000 nhá. Sale đôi này còn 139.000. Nhưng đây các chị ơi, nó lem keo một chút nhưng không nhìn thấy đâu. Đây, nhớ ghi chữ fix rồi nhá. 139.000 size 36 này. 139.000 size 36. Thôi 135 đi. À 130.000 đi, size 36. 130.000 size 36. Đôi sục trắng size 35 lúc nãy còn không hết à? Sục trắng mà đính đá ấy. Hết rồi. 130 nhá. Đôi này sale đấy. Sting dâu 130 này. Em ơi bê thêm giày cho chị ơi. Bê thêm cái đồng lấp lánh này. Cả cái màu xanh xanh. Lên một đôi sục nhá. À một đôi bốt nhá. Ôi đẹp thế. Này. Nguyên giấy dùng. Cả màu xanh này nữa nhá. Cứ vứt vứt trước mặt chị cũng được. Không cần cho đây đâu. Đôi này đẹp chưa? Này nó còn chưa thèm bóc cái. Đây nhá. 235 size 37 đấy ạ. Đúng đôi size 37 luôn. Đẹp chưa? 210.000 nhá. Đây là giá quá rẻ rồi. 210.000. 210.000 size 35. Đẹp chưa? Vào mùa làm gì có giá này, đôi này phải 3 lít rưỡi các chị ạ. Bên trong nhá, nó dập mã hãng cho em nhá. Đây là hàng tuần ấy, hàng sale ấy. Size 35. Size 30. Em thấy chị Y Bình Phạm rồi ạ. Đây nhá, ôi đẹp lắm. À đâu đây, đôi này size 37 quên. Size 37 nhá, đế đây khoảng 5 phân nhỉ. Size 37. Đế 5 phân. Với cả các chị ơi, tối nay em sẽ lên siêu phẩm dạ nhá. Ai muốn mua dạ len, tối nay sẽ lên siêu phẩm hàng Quảng Châu, cũng hàng Quảng Châu luôn. Đẹp chưa? Em nói thật luôn. Các chị ơi, chần chừ gì mà không mua em này, bên trong lót này. Vào mùa không có giá này cho các chị mua đâu ạ. Size 37. Mà ai cũng cần một cái đôi như thế này bởi vì đi nó dễ lắm luôn ấy, các chị mặc về váy cũng được, mặc quần bò, mặc quần legging đều hợp cho em nhá. Nói thật là em thấy đôi bốt, lô bốt này đẹp quá nên em mới ôm ấy.
Chứ biết là chưa vào mùa, bây giờ mua về các chị chưa đi được đâu. Nhưng mà thấy u nắng rồi. Thấy đẹp quá nên là phải ôm, bởi vì nó đẹp quá ấy, không thể cưỡng nổi luôn. Nhìn ở ngoài sẽ thấy nó đẹp một cách kinh khủng. Đẹp dã man. Hộp cũng xịn luôn nhá. Ok, các chị không thích bốt thì Đặng Nhật Thi xả đơn em ơi. Đặng Nhật Thi xả đơn, có đơn chưa? Có đơn à? Em ơi, lần sau nhá, đừng có vào mua hàng của nhà chị ơi nhá. Nói thật luôn, mọi người mua hàng đã nói rát cả họng rồi, bảo mọi người chắc chắn mua thì hãng chốt đơn, thì hãng vào mua rồi. Mà thế nào cứ chốt chơi, chốt bừa, cứ thích đi vào mua hàng là nào. Size 37 này, màu xanh rêu. Mất cả công ý. Đô này vào đây có ai chốt đi, có mấy người, mấy người chốt vào đô này bán lại em bao tiền. Gành gành đi chưa. Đôi này 140.000, các chị có nhớ cái đôi đan dây đúng không ạ? Size 36, 37 đi vừa nhá. Size 36, 37 đi vừa thật, chứ đôi này mà đi mua hãng thì tiền triệu. Size 36, 37, 37 đi vừa này, 100 mấy? 40 à? 140.000 nhá, size 36, 37 này, 140.000. Em đã chốt cái gì đâu mà em bây giờ em bảo em hủy đôi này thì đơn của bạn ấy có mấy đôi, bạn ấy làm gì có đôi gì đâu. Đặng Nhật Thi có 140 dép dây. Ê Đặng Nhật Thi ơi, em xác nhận lại cho chị với nhá, bởi vì chị thấy em chỉ có một đôi dép dây đấy thôi, làm gì có sục xiếc gì đâu. Đôi này size 37 này. Đôi con cú hay size 37 nhá, lông lông lá này. Size 37. Em này 100 em này giá là 135.000 này, size 37. Xinh chưa? Size 37 135.000. Em làm gì có đôi sục nào đâu? Em làm gì có đôi sục nào đâu? Em có ghi nhầm đơn không? Không. Em không có đôi sục nào đâu nhá, Đặng Nhật Thi nhá. Rốt cuộc là em vẫn lấy đôi này đúng không? Chắc chắn lấy dùm chị đấy nhá, đừng có xả nữa mất công lắm. Size 37 này, đôi này đẹp mà, đôi này xinh này, màu này đẹp. Cùng màu móng tay. Màu móng luôn. Có sục 39 đấy nhá, chờ em một tí. Lê một ít búp bê này, size 36 này. Size 36 129.000 nhá. Size 36 129.000. Đây là em bán sale nhá. Này các chị nhìn lót nhá. Size 36 129.000. Bê chị ít sục ơi. Size 36 129.000 nhá. Size 36 129.000 nhá. Chân chị không đi vừa chứ không thì sờ tinh dâu lấy cái gì đấy. Một đôi nơ này, mã mới luôn. Ly rong súc lấy 37 rêu là bao nhiêu? 139 đúng không? Chắc không? 139. Chắc không? À 129. Đây, màu này 129 chứ. Đôi gel là 135 thì phải. Ly rong súc ơi. Đôi gel là bao tiền nhỉ ông nhỉ? 135 đúng không? Hay là 130? Sting dâu là 129, ok này. Em ghi sting dâu luôn này cho đi. 129.000. Lấy bạn 120.000 thôi. Một hai chín là đôi màu ghi này, còn đôi màu rêu cơ. Đôi màu rêu cơ, chứ đôi này là 1129 này. Đây nhá, cái chỗ này nó hơi bị này một như này một tí này. Sting dâu mà lấy fix cho sting dâu 105 luôn này. Fix cho bạn còn 105.000 luôn. Một tí thôi, không vấn đề đâu. Nói chung là đi lên chân không bao giờ ai nhìn thấy gì luôn. Thích còn 105.000 luôn nhá. Bởi vì cái này vẫn rất là đẹp, đẹp lắm luôn này. Mới tinh. Ok baby, 105. Tôi hay quên giá lắm.
Nhưng mà cái đôi màu màu rêu đưa đây, đôi màu rêu đây. Đôi màu rêu là đây. Đôi màu rêu đây nhá. Đôi màu rêu 37 này hình như là vừa lấy là 135 hay 130 mà. Hay là 139 gì đấy, trong khoảng đấy. Ly rong súp có nhớ giá đọc lại cho tôi nhá. Cứ ghi đôi bạn đi, bạn khách quen mà. Sục đen này là size 35. Sục đen nơ này size 35 này. Size 30, size 35 nhá. 185.000. Size 35 185.000. Size 35 185.000 nhá. Size 35 185. Ừ, vừa lấy chị là hỏi em sục trắng ấy nhỉ. Đen nơ 35 này 185.000 cho em nhá. Trang Nguyên không giấu, ok. Để em tìm nhá chị nhá. Trang Nguyên không giấu. Sục trắng này. Size sục trắng size 37. Sục trắng hay size 37 nhá. Sục này vừa bán bao tiền? 175. Mày điên à? 175. Chị khẳng định với em là không phải giá đấy luôn. Em tìm hộp vàng mở ra mà xem xem số bao nhiêu. Kinh à? Hộp vàng của chị gì có gốc nông nâu kìa. Đúng không? Xem mở ra phải đúng cái đôi trắng này không? Đôi sục trắng này 155.000. Size 37, size 37 155.000 nhá. Ok, chị sợ tinh dâu. Chị sợ tinh dâu chiều qua lấy luôn ấy. Sục trắng là size 37. Sục trắng size chuẩn 37 luôn mà, 155.000. 155k. Không, đôi này là 155 ạ. Linh Linh nhá, Linh Linh lấy đôi 155 này. Linh Linh này. Tiếp có một đôi nữa này. Đôi đấy còn size 36 luôn nhá các chị nhá. Đôi đấy còn size 36 luôn này. Đôi đấy còn size 3, size 36, đôi 155.000 còn size 36. Còn size 36 nhá cả nhà nhá. Ai lấy comment là 36. 36 giùm em, 36. Ê đa này, cái này lau hết đi nhỉ, keo mà. Đây này, nó đi này. 36 nhá. 36 155. 36 cái giống đôi vừa nãy đấy. Không có 39 á, có 36 thôi ạ. Còn đúng một đôi size 3, size 36. Đôi nơ vừa xong 185.000 là còn size 36 này. Một đôi size 36,5 này. Size 36,5 cho em nhá. Size 36,5 185.000 này. Ai lấy comment là 185k kèm số điện thoại cho em này. 185k kèm số điện thoại cho em nhá. 185k kèm số điện thoại nhá. Size 36,5 230,5 là size 36,5 nữa. Giống đôi vừa nãy. 185.000 nhá. Size 36,5. Có cả màu này luôn nhá. Cũng 185k. Đây là size 35. Chi Thi Huynh lấy 185k màu đen đấy. Đôi này là size 35,5. 35,5 nhưng mà đây là màu bạc nhá. Màu bạc này. Màu bạc nơ này. Cũng 185.000. 185.000. Size 35,5 nhá. Ai lấy 35,5 comment là 35,5 giùm em này. Các chị ơi nhìn này. Xịn lắm luôn. 35,5. 35,5 nhá. Chị Nam Hương lấy trắng size 36 là cái đôi 155.000 đúng không? Chị Nam Hương lấy đôi này đúng không ạ? Chị Nam Hương lấy đôi trắng này đúng không? 155.000.
Kiền Julie lấy 35,5 này. Chị Hiền Julie lấy đôi trắng 35,5, 185.000 nhá. Hiền Julie. Xin tỉnh 30 đến 35.000. Chị gì kia nhỉ? Chị Nam Hương lấy đôi này nhá. 155.000. Đôi này có màu đen này, vừa lấy bao tiền? 159. 159 size 36 này, màu đen giống đôi vừa nãy nhá, nhưng mà vừa đấy là màu kiểu cam cam nâu. Đôi này size 30, size 36 159.000 này. 36 159.000 nhá. 36 159.000 ạ. Ok chị Anh Ngọc ơi. Size 36 159.000 nhá. Ôi đôi đẹp lắm, vừa là em đi lên chân đẹp dã man luôn. Size 36 159.000 quá đẹp luôn nhá. Em đi thử đôi size 38 này, đôi này size 38 nhưng mà đây nhá, đôi này size 38 này, chất da bóng cực kỳ đẹp. Em này 165.000 cho em nhá. 165.000. 165.000 này, đôi này chân 38 em đi hơi rộng các chị ơi, phải nhìn lót nó nhá, đi mềm lắm luôn. Đây là chất da bóng nên không được sợ bẩn luôn. Bẩn là lau được liền. 165.000 nhá. Đây, đế này, đế này chống trơn chừa cho em nhá. Size 38 đôi này đẹp đấy, dễ đi. Thôi sao các chị không thích búp bê à? Không thích giày búp bê à? Hôm trước thì thi nhau hỏi búp bê. Ôi đôi lông này đẹp quá. Ôi đôi lông này siêu đẹp luôn này. Size 36 thôi mà đẹp quá. Lông xong kèm một cái. Đây nhá các chị đi lên chân. Đây kiểu như này này. Chân em không vừa đâu này. Đây nhá. Đi lên chân xong kiểu cái này nó là một cái hàng ở trên này. Đôi đẹp này size 30, size 36. Size 36 nhá, 165.000. Size 36 165.000 nhá. Cao gót là lẫn ở đâu ấy nhỉ? Đây này, là đống màu màu mè mè này. Màu màu mè mè này là có à đâu? Đống trong trong ấy chứ đấy. Hồng hồng các kiểu. Em ơi, trong trong sát sát chu chanh. Sát chu chanh ở đâu? Hàng trong cùng đấy. Không ai thích mấy đôi này à? Đẹp dã man đùa. Em thề với các chị luôn nhá. Búp bê không phải lúc nào cũng có đâu. Thi thoảng mà có lô đẹp thôi. Đấy, đấy là mấy đôi cao gót. Đôi này chân 39 đi vừa này. 39 nhá, búp bê đen đẹp quá. Ừ, chị thấy đẹp dã man ấy. Ờ, có thể quay lên nó không đẹp bằng cái kia nhưng mà ở ngoài đẹp vãi chưởng. Đôi này size 39 chân em không vừa không để em lấy. Đẹp quá, size 39 này. Chất da bóng nhưng mà mềm nhá, không phải cái loại da bóng cứng cứng đâu. Da bóng mềm. Đôi đẹp này 159.000 nhá. Ôi nhưng mà cái da nó hơi bị nhăn ở đây, chị nào lấy. Nhưng mà nhăn không vấn đề bởi chất nó mềm mà. Chứ còn cái da cứng cứng thì đau, đi cực kỳ đau. Chị nào lấy đôi này em để 150.000, 149.000 nhá. 149.000 size 39. Chị Việt theo Huỳnh Ngọc lấy đúng không ạ? Ok, 149.000 thôi này. Việt theo Huỳnh Ngọc này. 149.000 nhá. 149.000 này. Tiếp lên một đôi 130, đôi này hàng sale. Size 36 chân em không vừa. Vừa đây có đôi 37 của chị nhìn thấy em đi rồi ấy, chất đẹp lắm này. Chất da mềm nhá, 130.000 này. Nói chung là chất da cực kỳ đẹp, da mềm. Bên trong này 130.000 thôi, màu nâu. Màu nâu size 36. Size 36 130.000 này. Ok, một đôi cao gót màu kem. Còn còn chị Thao Nông ơi. Nguyệt Minh lấy 30k. Nguyệt Minh có đâu rồi đấy? Đúng không? Kiểm tra cùng số điện thoại không? Đôi cao gót này nhá, cũng là size 36. 36,5 này. Đây. Đây nhá, qua kiểu như này, đây là màu kiểu kem kem ấy, ghi kem. Em này 139.000.
Ai lấy comment là 139K giùm em nhá. 139 Nguyệt Minh có đơn rồi. 139.000 cho em này. Size 36. 139.000 nhá. Ui, cái này bị lỗi rồi này. Các chị ơi, đâu này sale rẻ nhá. Cái đế nó bị lỗi một tí đây. Nhưng thực ra là em nói thật, không ai nhìn thấy đâu này. Không hề bung nhá, em cậy này. Không hề bung luôn nhá. Với cả là cái đế này này, nó chắc nó bị đi xuống như này. Đây. Đây nhá, đi lên chân như này thì không ai nhìn thấy cả. Chị nào lấy đôi này em để 99.000. 99.000 size 36. Ai lấy comment là 99k size 36. Em ơi, nếu mà em có một cái áo ngày hôm qua thì gộp được. Một cái áo gộp được nhỉ? Được. Một cái áo mỏng mỏng thôi, chứ nếu mà khoác len khoác nỉ thì không gộp đâu. Nói chung là tùy vào cái áo nó có to hay nhỏ nhá. 99k kèm số điện thoại nhá. Cái lỗ đấy không vấn đề đâu ạ. Ai lấy để số nhá, 99k kèm số điện thoại cho em. Tiếp vô đôi này nặng chỉnh trịch luôn. Đây. Đế xịn chưa? Đôi này size 37. Nguyệt Minh lấy 99k size 36. Em ơi, 3 đôi giày rồi không gộp vào đâu nhá. Nguyệt Minh luôn, 99k size 36. 3 đôi giày rồi không gộp vào đâu đây. Em quay chân mọi người xem đôi này size 37 nhá này. Mọi mũ mũi vuông, cả cái này phần này rất là xinh luôn này, sần sần này. Mũi vuông chất da đẹp lắm nhá. Chất da đẹp lắm, 149.000. 149.000, ai lấy comment là 149k. Thế thì sẽ không gộp một đơn quần áo đâu, bởi vì 3 đôi giày rồi. 149, chị là 149 đúng không? À 139 hay 149? Ba chín, 149 á. Đôi này đẹp lắm các chị ơi. Trời ơi, đôi Hàn Quốc các chị cứ thích. Cái đôi Hàn Quốc này cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái form kiểu Hàn Quốc này đẹp cực kỳ luôn. Alo. Đúng rồi em. Ồ. Ồ. Chốt đơn tức là chị bán live stream xong rồi, các em chỉ cần gọi điện cho khách, xong rồi kiểu chụp lại sản phẩm ấy, xong rồi khách ok thì lên đơn gửi hàng cho em, người gói hàng riêng. Chị tuyển cả, chị tuyển cả cả gói hàng, cả chốt đơn nhá. Ca tối đi chuyển tuyển chốt đơn. Ừ ừ, thế thì phải làm cả gói hàng cả chốt đơn lên nhá. Ừ ừ. Thực ra là không cần phải biết ý. Tức là chỉ cần đến học việc. Tức là kiểu dạng như là gọi điện chốt đơn. À em ơi, em là nam à? Ồ chị quên mất. Bởi vì là các bạn ở đấy các bạn còn quay thay đồ các thứ ý. Nên chị ưu tiên chuyển tuyển nữ giới nhá. Các bạn là bởi vì là chia đôi phòng mà. Một phòng quay live stream, còn một phòng là để chốt đơn. Ờ nên là nam, nên là không tiện lắm. Ok chị cảm ơn nhá. Ok. Ừ. Ờ, nhưng mà có bạn ý cũng tốt mà. Có nam nhiều khi đồ đạc ý. Ờ nhỉ. Nhở? Chị cũng thích tuyển bọn con trai, mấy đứa kiểu cun cun ấy, giọng miền Nam nên là nói chuyện dễ thương lắm. Size 35 này, size 35 nhá, chất da chỗ này này, cái kiểu da lộn ấy nó hơi sần sần nhưng mà không vấn đề đâu ạ. Đi lên chân thì không ai nhìn thấy nhá. Đôi này size 35, chị nào lấy em để với giá là 99.000 size 35 này. 99.000 size 35 nhá, ưu tiên ai gộp đơn có đang có một đôi này. 99k size 35. 99k size 35 cho em nhá. Trời ơi, tôi thích giọng miền Nam lắm. Cho em đôi 149 vậy nha. Là nào à, Trang con ơi? 149 là đôi gì á? À, rồi ok, Trang con. Em không nhìn à? Chưa hiện gì. Chưa hiện cái gì ở trên ý. Vâng. 99K size 35. Ok, chị Bùi Hoàng Phương Anh. 99K size 35 này, chị Bùi Hoàng Phương Anh gộp đôi quần áo à? Như có 1-2 cái áo. Trời ơi, thích mấy bạn miền Nam. Đôi này cũng size 30, size 36. Ôi, cái chỗ này hơi bẩn một tí nữa. Chị nào lấy đôi này em để 80.000 nhá. 80.000 size 36 cho em này.
tức là nó là kiểu chất nhung nhung ấy nên cảm giác nó hơi bị sần sần, nhưng mà thực ra cũng không phải đâu, đi lên chân thì không ai thấy nhá. 80.000 size 36, size 36,5, 80 cành. 80.000 size 36,5 nhá. Đây. Chút này hơi bẩn một chút này, mọi người về đánh là hết. Quý Phương Anh. Có rất thích các chị giọng miền Nam luôn. Nói chuyện với các chị ở miền Nam các chị cứ nhẹ nhàng ấy. Chứ không như miền Bắc chúng em. Miền Bắc ở cũng cong quá cái buồn cười. 235 1,5 này. Size 37, size 37 này em đi thử nhá. Ok, Anna Nguyên 80k size 36, fix cho Anna Nguyên còn 70.000 luôn nhá. Fix cho Anna Nguyên rồi còn 70.000. Bà Anna Nguyên thì bà mua đủ các loại giá của nhà tôi rồi. Lạ gì chất. Đôi màu đen đế vuông này nhá. Đôi màu đen này 119.000 cho em nhá. 119.000 cho em này, size 37. Đế cực kỳ chắc luôn nhá. Đôi này khoảng 3 đến 4 phân gì đấy. Kèm số điện thoại nhá, size 37. Số điện thoại cho em đi ạ. 119.000 size 37. Hộp đâu nhỉ? Em nhìn nghe giọng bạn thích lắm, anh cứ tuyển. Nhưng mà lúc quay live stream thì không tiện thôi, chứ chốt đơn nhá, có bạn ý nhá. Nhiều khi hàng họ ấy, con trai đỡ nhiều chứ chúng mày con gái khổ vãi. Phương Thi ngon mà lấy để số nhá, ô đôi này đẹp thế. Xe 37 tiếp này. Hôm nay có duyên với 37 đấy nhỉ. Để em xem nhá, chị đi size bao nhiêu à chị Phương Anh ơi. Đây nhá, size 37 mà chân ai mỏng ấy, chân ai dày là đi hơi kích ấy nhá. Nhưng mà đi dần nó cũng dão mà. Đây nhá. Đây. Đẹp lắm, size 37. Này, có đế một chút này. Chất nó là chất kiểu như này nhá. Đây này, kiểu. Đấy, ok chưa ạ? Đôi này là 159.000 nhá, 155.000 thôi cũng được. 155k. Ai lấy comment là 155k dùm em này. 155k kèm số điện thoại. Size 37. Màu này thì cực kỳ tây, năm nay màu này nhá. Năm nay màu này chắc chắn là rất hot luôn. Các chị cứ tin em. Em ơi, bây giờ chị mới hàng ở sát đấy. Chị Huỳnh Nhi, ok để số cho em nhá, chị yêu nhá. Ơ đôi 119.000 chưa ai lấy à? Phương Thi Ngo không để số mà, đúng không? Phương Thi Ngo ơi, để số đi em. Để số đi, để số điện thoại đi. Ôi một đôi màu đen, lại lên toàn cao gót cho các bà đây. Chị Huỳnh Nhi à? Huỳnh Nhi à? Chị Huỳnh Nhi lấy 37, 155.000. Đây, 235 đây. Đôi này size 37 tiếp nhá. Cao gót đen size 37. Thề luôn em chả đi tiếp cao gót bao giờ. Size 37, đôi màu đen này. Đôi màu đen nhá, 135.000. Màu đen này 135.000 nhá. Màu đen này 135.000 này. 135.000, ai lấy comment là 135k size 37. Phương Thi Ngo không lấy đâu. Đây nhá, đôi này thì cực dễ đi rồi. Các chị xem chất da này. Ai lấy em để 120.000 luôn cho hết nhá. Em không thích cao gót thật. Con người không đi được, không thích cao gót 3 giờ. Em nhìn bạn ấy nghe giọng thích cực. Chị vẫn thích bạn đấy. Nghe đáng yêu lắm luôn, chị nói thật. Xin việc một kiểu cách nói chuyện ấy. Bạn ấy chốt đơn thì chắc là cũng ok đấy. Con trai làm nhanh mà. Nhưng mà ngại mỗi lúc quay live stream lại phải căng phông căng bạt lên đi nhỉ. Ngại mỗi lúc quay thôi. Size 37, ông Lee Jong Suk lấy đôi cao gót này nhá, 120 nhá. Ôi đôi búp bê nè, hoa hồng. Size 38. Chân em 37 đi thử cho các chị nhá, hơi rộng. Đây. Đôi này đẹp nhá. 149.000 cho em này.
149.000 chất da mềm nhá này. Nói chung là đi không được sợ đau chân luôn, bất chấp luôn. Cái này dính gắn cực kỳ chắc nhá, không sợ bung đâu. 149.000 này, size 37. À size 38 quên. Size 38 149.000 nhá. Size 38 149k. Ui giời. Không phải đâu, các chị cứ thích thế đấy. 149.000 đô này đẹp nhá. Nói chung nhà em thì toàn kiểu lạ lạ thôi. Mày hâm lắm. Có ai chốt rồi đấy không? Hả? Phải bán từ lúc view đông đông ấy, phải bán lẫn cái UB. Không, nhưng mà cái hôm mà không quay UB thì là hỏi UB. Không quay thì dở trứng. Cái này 333 tiền. 225 này. 149.000 size 35 tiếp này. Vừa đấy ai chốt thủ đúng không ạ? Size 35, 35,5 nhá, đế chống trơn trượt. 35,5 149.000. 35,5 149.000 cho em này. Ơ, đợt gần đây nhất bọn mình. Phương Thi Ngo lấy 35,5 này em ơi. Để số nhá, toàn chốt không để số thôi. 35,5 nhá, 149k đôi màu đen đẹp đấy. Toàn chốt không thấy để số. Ôi. Đôi cao gót này, size 35,5 tiếp. À đâu, size 37 quên. Size 37 nhá. Em đi thử. Chân mình thì không thon thả cho lắm. Đi cao gót. Cả đời không biết đi em có gót. Ui, hôm qua chân chị rách rách to phết nha. Sao? Chị ơi, đập vào bàn này, tưởng rách bé em rách to phết này. Đôi này đẹp chưa? Đôi này nhá, đẹp dã man luôn nhá, 149.000 này. Quá rẻ cho một cuộc tình nhá, đây là giá sale nhá. 149.000 size 37 đến 37,5 nhá này. Đế đẹp dã man, 149.000, ông nào không mua đôi này tiếc luôn. Xem cho chị xem ai chốt nha. Chị đang xem mình lại cái này tí. Linh Linh ok, 149 này, đôi đẹp lắm Linh Linh ơi. Cái đấy mà mặc kiểu mặc váy mặc hủ nhà hợp. Ơ tiếp một đôi đen này. Size 37 tiếp không, hôm nay lắm size 37 thế nhỉ. Đôi màu đen size 37 nhá, đây em đi thử này. Đây là nó cài quai lên nữa cơ đây. Có cái hạt hạt này. Ok chưa ạ? Đôi này xả 99.000 nhá, 99.000 size 37. Ôi mà nó bị dính một ít này, các chị về lấy băng dính dính ra nhá. Nếu mà chị nào lấy đôi này em xả 85.000 cho chị nào lấy về này. Dính giùm em, cái này nó chỉ bụi thôi, dính giùm em nhá, vì nhà em nhiều việc lắm không dính được. Chắc chắn là dính được da này, đây này. Em phủi nó còn đi đây này. Dính bụi da em mới, sale còn 85.000 luôn. 85.000 luôn nhá. Linh Linh 80k 5k. Linh Linh à? Ui, ô đô màu xanh. Em ơi, phải bụi da chị đã. Ô đô này đẹp quá. Xem ra bao nhiêu luôn. 37 thì sẽ là của chị. Đôi này nhá, size 245 và size 30-39 á, chân 38 bon chen nhá. Riêng cao gót chân 38 đi được này. Em này 130.000 này. 130.000 size 38. À size 39 chứ. Size 39 130.000 này. Size 39 130.000 nhá, đây. 39 130.
Hả? Có ai lấy đôi này không? Chị Tố Loan, ok chị Tố Loan này. Đẹp ba nhỉ? Chị Tố Loan này, 130 thôi. Cao gót. Bị bẩn à hay sao? Bỏ lại. Đẹp thế, đôi này đẹp. Xe bao nhiêu ấy? 230 là xe 36. Tôi này xe 35. 35,5 này, chất đẹp dã man luôn nhá. 35,5. Chị nào lấy đứa này em để 110.000. À 120.000 quên. 120.000 nhá, chất siêu đẹp. 120.000 này, chất đẹp chưa? 120k. Ai lấy comment là 120k dùm em. Ai lấy comment là 120k dùm em nhá. 120k dùm em. Hả? Phương Thi Ngô này, ok Phương Thi Ngô. Heo đất 500 mới ngày. Ô đôi đẹp thế. Xe 36. Nhưng mà chân đôi này thì em cũng đi được vào rồi. Đôi này năm nay cũng đang hot đấy. Đây này. Chị vừa ấy nhỉ. Về xinh mà. Ôi chân 37 bon che được nhá. Nhưng mà nó sẽ hơi, nếu mà chân ai mà dài là nó sẽ hơi kích cô đôi đẹp đấy. Em này nhá. 120.000. Size 3, size 36, 120. Ai lấy để 110.000 luôn, à 115.000 nhá cho nhanh. 115.000. 115.000 size 36. Kèm số điện thoại cho em với. 115.000 size 36 kèm số điện thoại nhá. Bê chị thêm ít thôi. Bán lúc nữa nghỉ đi. Trang Lê nhá, ok Trang Lê. Ờ, bê cái nào cũng được. Trang Lê nhá. Đẹp quá cơ. Chị đang hẹn giá 515. Hả? 115. Đúng không? Chị đang hẹn giá 115. Size 38 này. Ôi đôi đẹp lắm. Size 38 nhá. Size 38 em đi thử cho các chị xem. Ôi đôi đẹp lắm luôn ý. 165.000 này. 165.000. Đôi này quá đẹp luôn. Này các chị ơi, màu này năm nay chắc chắn hot nhá. 165.000. Ai lấy comment 165 size 3 size 38. 165 size 38. Ok ok chị Tố Loan. Thật ra là em cũng muốn lên theo size cho mọi người lắm ấy, nhưng mà kiểu như là mình cứ để lộn ấy, em chưa lọc size. Hôm nay vừa về chưa lọc được size 235 đây. À đâu? Ờ size 37 này. Tôi không ai lấy ạ, đẹp mà. Đây nhá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Tên ta lên tên tên. Tôi lại đi lên trắng, trắng, trắng chân cực. Tôi này vừa lại bán bao tiền? 14149 đúng không? Size 37 149.000 nhá. Size 37 149.000 cho em này. 37 149. Ừ, đôi này chị cũng thấy đẹp. 37 149.000. Ôi, toàn đôi đẹp thôi. Này. Đẹp chưa? Đôi này cũng đẹp.
Ai mà thích xem lại live stream cắt lại màn hình nhá. Có sai, nhưng mà cái vấn đề là tôi không có tìm được, chứ còn mấy đôi này đều đủ sai, nó cứ lẫn lẫn đi. Người ta không cho sai cho mình về phải tự giác, mà em chưa có thời gian. Đôi này sai 38 tiếp này, 149 tiếp này. Ai lấy đôi nào cứ comment nhá. Đẹp nhở. Đây là em đang show các mẫu cho mọi người coi thôi, chứ còn biết là giờ này bán bắt đầu chán rồi. Khi ngày mai ấy, mình ngồi mình lọc sai em ạ. Nhờ chốt một đôi một phát xong rồi được luôn. Nó phải quay đi quay lại nhiều lần đây này. Cùng màu này. Có đôi 5 phân size 37 không? 5 phân size 37 ôi phải tìm nhé. Em thề luôn, về 500 đôi nhá cả nhà nhá. Đây em sale một đôi này, màu hồng 225 là sao bao nhiêu? 35 này. Sale đôi này, sale đôi này 89.000 cho chị nào lấy nhá. Ở ngoài là màu hồng, màu hồng phấn, không phải nhạt nhạt nhờ nhờ trong cam đâu, size 35, 89.000. Em cam kết chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất lót cực kỳ đẹp nhá, nó đính hạt này. 89.000 đôi này sale nhá. Đôi này là hàng khách nhờ xả hộ. Phương Thi Ngo nhá. 89k. Nhưng mà lên bốt các ông không thích lắm, bởi vì chắc là chưa lạnh lắm ấy. Đây này. Ô đôi bốt này đẹp chưa? Rồi, ôi. Xem sao bao nhiêu đây. 235. 37 nhá, đây. Đẹp chưa? Các chị ơi, phê chưa? Phê chưa? Bốt toàn đôi đẹp thôi, toàn hàng hãng mà. Em này 240.000 nhá. Đẹp chưa? Ui xịn nhở. 240.000 đôi này cho em này. Ai lấy bớt luôn, còn 235.000 nhá. Size 37 luôn. Chốt nhanh còn kịp. Quá đẹp. Đẹp thật đấy. Chịu thật, đẹp, đẹp thật. Này các chị này. Đẹp. Quá đẹp, mũi nhọn. Mà chất nó đẹp cơ, không phải chất lồm lồm đâu. Quay lên đây, có biết các chị có nhìn không đây nhá. Da và lớp bót bông này. Trời ơi, nói chung là đẹp lắm, vơ đét đấy, đẹp dã man. Thề luôn em thích đôi này lắm. 235.000 không ai mua thì em cất thôi. Nó còn có túi đây nhá, đây này. Không có túi của hãng luôn. Xe 35 á, không gót đó. Từ từ phải đi tìm cơ, nhiều lắm. Bốt cũng về gần 200 đôi. Đẹp quá đi mắt tôi. Vào mùa đôi này có mà đi mua 5 lít cũng có nhá. Bởi vì nó là hàng tuần ý, hàng sale ấy. Ô ô ô. Có đâu nhỉ? Để chị xếp mà. Ê ôi chán nhở. Toàn đôi bốt đẹp mà các chị không mua. Ôi đẹp quá. Đây có đôi bếp bệt đó. Đây là cao gót, có bệt đấy. Nhưng mà đây là chắc là kiếm. Em lấy đúng cái dây băng dính à? Thì chắc là nó đóng kiểu cao gót liền nhau rồi. Đấy, toàn cao gót thôi. Bệt chắc trong nhà. Này, xâm đang đây ra xé cho chị mình cái này ra cái. Tắt cái, cắt vào. Bệt tiếp đi. Bệt mọi người toàn không thích mấy kiểu mình thích thì mọi người không. Mọi người không thích mà. Em ơi lấy cho chị thêm khoảng 3 đôi. Một đi sục đây. Xong nghỉ. 3 đôi thôi nhá. Thế mai nhà cô nên mẫu và size chốt chứ này khó chốt lắm anh ạ. Chị ơi nhưng mà em không chụp được ảnh đâu. Chỉ có kiểu quay live stream với đợt này nó về tự dưng nó về dồn về dập thôi. Chứ bình thường cũng chả có nhiều hàng như này vì em toàn lấy hàng sale của hãng ấy. Chứ không lấy hàng vớ vẩn. Đôi nơ này ba tiền đấy. Đôi nơ đôi bán đầu tiên đấy sao? Không phải, đôi này rẻ hơn à? Đôi đầu mà. Chị khẳng định với em luôn. Nhưng mà thế chị chỉ có vớt 5.000 thôi, 80. Đây đây. Chị khẳng định với Tâm Đan là em nhầm. Em xem hộp hồng mấy đôi đầu 169. Em xem số 2. 169 đúng không? Em xem số 2 có phải đôi này không? 169.000 cô ạ. Chị nhớ mà. Đôi này size 35 169.000 này. 169.000 size 35 nhá. Này, 169.000 size 35. Mày cứ cãi với chị đi.
169.000 xe 35 nhá, còn đúng một đôi. Vâng. Lấy chị lô cái đôi cái dãy khác này. Ơ đôi này đẹp mà không ai chốt à, đôi này với chốt tranh nhau đấy ạ. Đây, chắc mai phải lọc size ra thật. Mai phải ngồi lọc xem là cái nào cùng mẫu. Mai phải lọc xem cái nào cùng mẫu. Ôi cái gì đây? Lập phương tam giác à? Tròn tròn tam giác. Đôi nơ đen này là 185.000 này, size 36,5 này. 36,5 này. 185.000 nhá, size 36,5. 36,5 nhá, đây. 36,5, 185.000 nhá, còn đúng một đôi thôi. 36,5 nhá, 185.000. Đôi 130 là đôi nào nhỉ? Từ nãy giờ quay nhiều lắm em chẳng nhớ đâu. Đây nhá, thôi chốt nốt đôi này nhà em nghỉ này, nhà em nghỉ chốt đơn. Ngày mà tối nay nhá, hẹn mọi người tối nay sẽ lên siêu phẩm dạ. Siêu phẩm dạ và siêu phẩm len, nói chung là mới về đẹp lung linh luôn. Trang lê 185 dồn, ok trang lê này. Thôi nhá, mọi người inbox cho em chốt đơn nhá, những ai 2-3 đôi là em phải ship đi luôn. Nhá, bởi vì giày còn có cả hộp, mấy đợt này còn toàn sục đá. Mà sục đá mà không bọc hộp cho các chị thì không gửi được hàng đâu. Lần trước còn gồm rồi chứ đợt này toàn đá đến biết không gồm được đâu. Nhá mọi người nhá, bye bye mọi người, mệt quá rồi. Thông cảm em đang bầu giờ này không khỏe như mọi hôm. Nên là mọi người tối nay thì em quay dạ và len nhá. Nói chung toàn hàng siêu phẩm thôi. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi livestream nhá.